Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 45. Lạc Dao cũng là môi khẽ nhếch, linh động con người đều là khiếp sợ. Cực điểm. Diệp tiên sinh không phải từ không bước vào qua nơi đây sao? Thế nào sẽ có hai cái thân phận tôn quý người muốn ra sức bảo vệ hắn? Đồng tình tâm, vẫn là nói nhìn chúng Diệp tiên sinh đan đạo thiên phú. Ở mọi người kinh hãi lúc đó, Phương Lão và Lão Dương nhìn nhau, rối rít bước ra một giọt máu tươi. Phòng ấn kia đan hư tháp cửa hoàn toàn mở ra. Hai người nhìn về phía Diệp Thần, nhưng là khá là cung kính nói, mời. Nam Hiên chân nhân thấy một màn này, bước lên trước, nổi nóng cực kỳ, lại là giận dữ hét các ngươi hai cái chó giữ cửa. Linh nhất đan tôn không có ở đây, lại dám vượt quyền như vậy. Ta nếu như đem việc này thọt đến phía trên và linh nhất đan tôn nơi đó, các ngươi có biết giá phải trả. Lão Dương con ngươi có giúp một cái, sát ý ngút trời, tay cầm sát kiếm, trực tiếp hướng Nam Hiên chân nhân đi. Lão Phu nói còn chưa đủ biết chưa? Nếu ngươi bước ra một bước, liền phải trả giá thật lớn. Cuồng bạo sát ý để cho Lão Dương kiếm cực kỳ hung hoành, mỗi một kiếm đều là trực kích chỗ hiểm. Nam Hiên chân nhân lúc này mới ý thức được chuyện nghiêm trọng, vội vàng ngăn cản đi, đồng thời, để cho sau lưng cao thủ vừa động thủ một cái. Lão Dương tự nhiên không địch lại, Phương Lão nhìn một cái nghi ngờ Diệp Thần, nói thẳng, đại nhân, ngươi an tâm đi vào trong, linh nhất đan tôn không lâu sẽ chạy tới. Ở trước đó, không người nào dám động ngươi. Diệp Thần ngay tức thì rõ ràng liền cái gì. Xem ra cái này trong miệng hai người linh nhất đan tôn, chính là Lâm Thanh Huyền để cho hắn tìm linh nguyên. Rất hiển nhiên, cái này hai người đã biết linh nguyên hai chữ sau lưng ẩn chứa hàm nghĩa. Hắn vậy không do dự nữa, gật đầu một cái một bước bước vào trong đó, thân thể ngay tức thì không như bên trong bóng tối bên trong. Phương Lão ngón tay bắt pháp quyết. Cửa hoàn toàn đóng kín, phòng ấn lần nữa mở. Sau đó, tay hắn cầm lớn đao, chợt một chuyển, gia nhập chiến cuộc bên trong. Ai cũng chưa từng nghĩ, trải qua ngàn năm thời gian, sẽ có đan hư tháp giữ cửa người và Nam Hiên chân nhân đánh một trận. Diệp Thần đi tới bên trong, phát hiện một phiến sơn đen hắc, đưa tay không thấy được năm ngón. Như vậy căn bản không thấy được đường làm sao còn đi. Hắn vừa định ngưng tụ bất diệt lửa. Nhưng phát hiện cả thế giới lại đột nhiên sáng lên. Bên trong tràn đầy đan nhang. Rất là bát ngát. Bên ngoài xem ra đan hư tháp không lớn, nhưng là bên trong nhưng là có sâu không thấy đáy cảm giác. Quả nhiên là pháp bảo. Trung ương chi địa càng là có một tôn đan đỉnh. Đan đỉnh có chút cổ quái, lại chỉ có một nửa, giống như bị người dùng kiếm vô tình chém tới một số. Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ lúc đó, tiểu hoàng thân thể nhưng là run rẩy. Diệp Thần sắc mặt đại biến, vội vàng đem tiểu hoàng đặt ở một nơi mềm mại chi địa, sau đó đầu ngón tay ngưng tụ chân khí, bao quanh tiểu hoàng. Tiểu hoàng lúc này mới dễ chịu một ít, mở mắt ra. Tiểu hoàng, người cảm giác thế nào, tại sao có thể như vậy? Tiểu hoàng chật vật đứng dậy, nhưng phát hiện căn bản không có thể, dứt khoát liền nằm trên đất, giải thích mới vừa rồi ta bước cảnh vận dụng một số không thuộc về ta lực lượng, lúc này mới như vậy. Bất quá vậy không có gì đáng ngại, ngươi không cần lo lắng. Diệp Thần lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, ta làm sao có thể không lo lắng, ngươi nếu biết nguyên nhân, chắc có giải quyết phương pháp có đúng hay không, mau nói cho ta. Tiểu Hoàng ánh mắt do dự, nhìn về phía vậy tôn chỉ có một nửa đan đỉnh. Nó thở dài một hơi, nói, ở đan hư tháp muốn phải giải quyết ta thương thế, đúng là có biện pháp, ngươi có thể thấy vậy trung ương đất nửa đan đỉnh. Vật này trên mình phong ấn cái này tầng một lực lượng, nếu như đem đan đỉnh này di động, tầng này năng lượng mở ra, ta liền có cơ hội khôi phục. Chỉ bất quá đan đỉnh đó không đơn giản như vậy. Diệp Thần đứng lên, cũng không để ý tiểu hoàng giao phó, mấy bước chính là đi tới đan đỉnh trước. Hắn nhìn đan đỉnh lên đường vân, tự nhiên biết không phàm. Hắn theo bản năng đưa tay ra, bấu vào đan đỉnh trên, vừa định di động. Đan đỉnh trên lại lan tràn ra một cổ uy thế kinh khủng. Một giây kế tiếp, hắn thân thể lại đập bay ra ngoài. Vốn là bị thương, lần này, ngược lại là hơn nữa chật vật. Hắn uống mấy viên thuốc, điều chỉnh hô hấp, vận chuyển cửu thiên huyền dương quyết, cuối cùng dễ chịu hơn mấy phần. Hắn lần nữa đi tới đan đỉnh trước mặt, lần này, hắn không có lại đụng chạm,
mà là rút ra Trảm Long Vấn Thiên Kiếm. Thần lôi lực bàn lượn quanh ở trên thân kiếm, một kiếm bổ ra. Keng! Đan đỉnh bên trong, lại truyền đến một đạo nguyên viễn âm thanh trầm mạnh. Sóng âm dạo dực, Diệp Thần đầu óc cơ hồ nổ tung. Khóe miệng một hớp đỏ bừng máu tươi tràn ra. Thất bại hai lần sau đó, Diệp Thần ngược lại không gấp trước động thủ nữa, hắn ngưng mắt nhìn đan đỉnh, quan sát chung quanh. Nếu ở đan hư tháp, tuyệt đối không nên dựa vào võ lực đi giải quyết sự việc. Phương thức tốt nhất chính là đan đạo. Nhưng là không có bất kỳ nhắc nhở, hắn phải nên làm như thế nào luyện đan. Diệp Thần nhìn một cái tiểu hoàng, phát hiện tiểu hoàng thống khổ xa không có dừng lại. Hắn khẽ cắn răng, mi tâm bất diệt lửa ngưng tụ ra, bao quanh toàn bộ đan đỉnh. Đan đỉnh ngay tức thì đỏ bừng, đồng thời Diệp Thần cảm giác thức hải bên trong, một đạo mịt mở chữ viết hiện lên. Hắn giờ mới hiểu được, cái này một tầng lại muốn hắn luyện chế một quả linh không đan. Vì sao là linh không đan? Chính là dùng chung quanh thiên địa linh khí làm thuốc tài luyện chế đan dược. Diệp Thần thiếu chút nữa muốn mắng người, đây là cái gì khảo nghiệm? Cũng quá làm loạn đi. Bất quá Diệp Thần cũng biết thông qua cái này tầng một người không thiếu, lại là trụ cột nhất một tầng, hiển nhiên là dùng để sàng lọc chân chính đan sư đóng một cái. Hắn không do dự nữa, ngồi xếp bằng, một bên khống chế đan đỉnh, một bên ngưng tụ chung quanh thiên địa linh khí tại đan đỉnh bên trong. Chung quanh gió bão từng cơn. Lần đầu tiên, thất bại. Lần thứ ba, vẫn là thất bại. Ngay tại Diệp Thần luyện chế lần thứ 12 thời điểm, đan đỉnh bên trong lại truyền tới một tiếng khinh minh. Một quả thuốc màu trắng bỗng nhiên mà thành. Cẩn thận xem, đan dược bề ngoài càng giống như ngọc thạch vậy, lộ vẻ lại chính là linh không đan. Rốt cuộc là tên nào ra tẩu đề mục, lại để cho ta luyện chế 12 lần. Diệp Thần mắng thầm. Nhưng là Diệp Thần nhưng là không biết, ở nơi này một tầng luyện chế thành công linh không đan người không thiếu, nhưng là thành tích tốt nhất nhưng là luyện chế 50 lần mới miễn cưỡng thành công. Mà Diệp Thần chỉ cần 12 lần. Cùng lúc đó, đan hư tháp bên ngoài. Chiến đấu gió bão tàn phá. Lão Dương và Phương Lão ngàn năm qua chưa từng như này đánh một trận qua, bọn họ sảng khoái đến mức tận cùng. Cố nhiên trên mình nhiều không thiếu vết thương. Lại không có nếp nhăn qua một lần mi. Lại là đem Nam Hiên chân nhân cưỡng ép bức lui. Trạm này ai cũng không chịu nổi. Ngay tại tình huống chiến đấu kịch liệt lúc đó, một giọng nói đột nhiên từ trong đan đỉnh truyền tới. Sau đó, một đạo ánh sáng màu đỏ lại đang tầng thứ nhất bên ngoài long văn trên đồ án lóe lên. Vô cùng chói mắt. Mọi người nhất thời ngừng lại. Vô số đôi mắt quang tư tư nhìn chằm chằm tầng thứ nhất hồng mang. Bởi vì cái này xinh xắn chính là đại biểu có người phá vỡ tầng thứ nhất khảo nghiệm. Xông qua cái này một tầng không coi vào đâu. Nhưng là ở ngắn như vậy thời gian xông qua, cái này mẹ hắn căn bản không có thể à. Phương lão đem lớn đao thu hồi, nhìn một cái lão Dương, hỏi, hắn đi vào bao lâu? Lão Dương môi có chút run rẩy, không xác định nói, thật giống như 10 phút không tới. Nhất thời, đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tại chỗ mỗi một người đều biết 10 phút xông qua cái này một tầng đại biểu cái gì. Yêu nghiệt tài. Lạc Vô Nhai diễn cảm dữ tợn, hắn bắt lại Lạc Giao cổ tay, chất vấn, tên này thật biết luyện đan. Lạc Giao mặc dù biết Diệp Thần đan đạo thiên phú nghịch thiên, nhưng là cũng không nghĩ tới ở bị thương dưới tình huống, còn có thể tốc độ như thế. Đúng. Ngay tại lúc này, Thôi Viên nhưng là chỉ đan hư tháp. Lớn tiếng nói, thằng nhóc này khẳng định không phải lần thứ nhất vào đan hư tháp, hắn nhất định nghiên cứu qua linh không đan. Đúng, nhất định là như vậy. Hắn dĩ nhiên không tin Diệp Thần có tốc độ như thế. Hắn nhi tử thành tựu đan đạo thiên tài, vượt qua tầng thứ nhất dùng nửa giờ, cơ hồ là mấy năm qua này thành tích tốt nhất. Cái này Diệp Thần lại coi là cái gì? Lời này một nơi, mọi người diễn cảm ngược lại là dễ chịu một ít. Liền liền Nam Hiên chân nhân cũng là gật đầu một cái, cho rằng đây là tốt nhất giải thích. Hắn mới vừa rồi đã chú ý tới Diệp Thần linh căn, không phải cái gì hiếm hoi linh căn, càng không thể dùng linh căn hai chữ để hình dung. Bởi vì thằng nhóc này chẳng qua là chính là phàm căn. Cũng chỉ có Hoa Hạ những người này mới có thể. Một cái phàm căn phế vật, 10 phút không tới vượt qua tầng thứ nhất, khả năng này là trấn đan hư chuyện thiếu lâm tức cười nhất.
Phương lão nghe được Thôi Viên nói tiếng nói, hừ lạnh một tiếng, đan hư tháp dòm ngó ngồi báu liền một vị đan đỉnh thiên tài, các ngươi hẳn cảm giác vinh hạnh mới đúng, mà không phải là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi, người này là lần đầu tiên bước vào đan hư tháp. Nam Hiên chân nhân cười cười xong, người tử vừa mới bắt đầu ngay tại đảm bảo thằng nhóc kia, người nói có thể tin. Đúng rồi, nói không chừng ngươi nhất định đem phá quan phương pháp nói cho thằng nhóc kia, như vậy, hết thảy cũng giải thích thông. Phương lão nghe được như vậy oan uổng lời nói, tức giận lớn đao một chuyển, trực tiếp bổ tới. Tự tìm cái chết. Mà đan hư tháp bên trong. Diệp Thần điều chỉnh xong hô hấp, liền đem vậy một nửa đan đỉnh rời đi. Ngay tức thì, trên mặt đất lưu chuyển một đạo tiếp theo một đạo cổ xưa phù văn. Vô tận linh khí tràn đầy toàn bộ đan hư tháp. Bọc toàn thân. Diệp Thần thậm chí không nhịn được muốn sen in. Quá đã. Hắn thậm chí phát hiện trên người đột phá ý cực kỳ đậm đà. Thân thể lại là truyền tới đùng đùng tiếng. Hắn vội vàng nhìn về phía tiểu hoàng. Khi thấy tiểu hoàng tư thế, hắn thiếu chút nữa một hớp nước phun ra ngoài. Thời khắc này tiểu hoàng vậy lông xù thân thể lại giống như người như nhau ngồi xếp bằng, thật giống như đang vận chuyển công pháp. Vô số thiên địa linh khí lại là điên cuồng tràn vào đến tiểu hoàng thân thể. Nó quanh thân càng bị hồng quang bọc. Vô cùng chói mắt. Tựa hồ nhận ra được Diệp Thần nhìn chăm chú, tiểu hoàng mở miệng nói, chính ngươi muốn đột phá, liền đừng để ý ta, cái này một tầng có thể có thời gian hạn chế. Diệp Thần ngay tức thì bừng tỉnh, cũng không nói nhảm. Đóng chặt tròng mắt, bắt đầu đột phá. Huyết long từ Diệp Thần trong cơ thể vọt ra, quanh quẩn ở Diệp Thần đỉnh đầu. Từng cơn tiếng rồng ngâm vang khắp. Mà Diệp Thần đan điền nhưng lại như là tiết hồng vậy, điên cuồng hướng Thánh Vương cảnh trở ngại phóng tới. Bởi vì Diệp Thần cái này một tầng áp chế quá lâu, Thánh Vương cảnh trở ngại, ngay tức thì phá vỡ. Đan điền cũng là bỗng nhiên mở rộng. Diệp Thần quanh thân che lấp một tầng thánh khiết ánh sáng. Tựa như tân sinh. Nhưng là cái này lại xa xa không có dừng lại, Diệp Thần ngay tức thì hướng Thánh Vương cảnh tầng thứ hai phóng tới. Mà đan hư tháp trên, tự nhiên nghênh đón lôi kiếp. Đếm lấy vạn đạo lôi kiếp ầm ầm đập vào đan hư tháp trên. Vô tận sấm sét cắn nuốt toàn bộ đan hư tháp. Không chỉ như vậy, đan hư tháp bên ngoài cũng là được ảnh hưởng, gồ ghề thế, để cho bọn họ không thể không dừng lại chiến đấu. Nam Hiên chân nhân gắt gao nhìn chằm chằm đan hư tháp, hắn kinh hô thành tiếng, thằng nhóc kia rốt cuộc là cái quỷ gì? Xông qua tầng thứ nhất, làm sao ngược lại trên người đột phá tu vi? Hơn nữa cái này dị động có cái gì không đúng à? Hắn biết Diệp Thần tu vi, nhập thánh cảnh tầng 9. Coi như muốn đột phá cũng là thánh vương cảnh. Nhưng mà cái này lôi kiếp dáng vẻ này thánh vương cảnh lôi kiếp, phản hư cảnh cũng không khả năng à? Thằng nhóc này rốt cuộc lai lịch ra sao? Nam Hiên chân nhân cảm giác được sự việc càng ngày càng khó giải quyết, thằng nhóc này đầu tiên là chém chết như thế nhiều trấn đan hư người, bây giờ lại là tiến vào đan hư tháp. Nếu như kéo dài nữa, đối với trấn đan hư tuyệt đối có vấn đề. Một giây kế tiếp, hắn lấy ra một khối phong cách cổ xưa lệnh bài. Bước ra một giọt máu tươi tại lệnh bài trên. Lệnh bài chấn động, một đạo thanh âm mờ ảo vang lên, chuyện gì? Nghe được cái này thanh âm, Lão Dương và Phương lão mặt liền biến sắc. Cái này Nam Hiên chân nhân là điên rồi phải không? Nam Hiên chân nhân nhìn một cái hai người, mở miệng nói, đại nhân, Linh Nhất Đan Tôn không biết lý do gì rời đi đan hư tháp, mà đan hư tháp giữ cửa người nhưng là mượn tư quyền đặt một cái du côn tiến vào đan hư tháp. Ta sợ rằng cái này du côn đối với đan hư tháp bất lợi, ta nhiều lần muốn bắt vậy du côn. Nhưng là Linh Nhất Đan Tôn bên người hai người tầng tầng ngăn trở, chân thực cổ quái. Biết. Vậy thanh âm mờ ảo rơi xuống, vô tận uy áp tấn công tới. Lệnh bài ảm đạm. Lão Dương và Phương lão thấy một màn này, trong lòng lộp bộp một chút. Sự việc phiền toái hơn. Bọn họ nhìn nhau, cầm chặt vũ khí, như một cây tùng xanh vậy, như núi bất động, gắt gao coi giữ cửa. Đan Tôn đại nhân. Ngài làm sao còn không trở về à? Mà giờ khắc này trấn đan hư vòng ngoài 30 cây số địa phương. Một vị lão giả trôi lơ lửng ở đan đỉnh trên, quanh thân ánh sáng tím lượn lờ. Linh thức lại là phóng thích mở. Người này chính là Linh Nhất Đan Tôn.
Từ Diệp Thần sau khi biến mất, hắn liền vận dụng hết thảy thủ đoạn tìm kiếm. Thời gian đầu tiên chính là đi tới trấn Đan Hư bên ngoài. Hắn không thể chắc chắn vậy tìm Linh Nguyên người và Lâm Thanh Huyền có quan hệ thế nào. Nhưng là nhất định phải tìm được. Không tiếc bất cứ giá nào. Đột nhiên, Linh Nhất Đan Tôn phát giác cái gì, mở mắt ra, hàn quang lạnh như băng bắn về phía trấn Đan Hư ở giữa một tòa tháp cao. Trên tháp cao lôi kiếp lóe lên. Vô cùng rõ ràng. Ừ, lại có người ở Đan Hư tháp đột phá. Không phải để cho hai tên kia phong ấn Đan Hư tháp sao? Linh Nhất Đan Tôn mũi chân nhẹ một chút ở đan đỉnh trên, suy tính mấy giây, hay là đem đan đỉnh thu hồi tay áo bên trong, sử dụng một bản phù văn. Ngón tay bắt pháp quyết, phù văn cháy, chung quanh đột nhiên san sát dậy một tòa kết giới. Đem toàn bộ trấn Đan Hư phong ấn. Bất kỳ đồ, chắp cánh khó khăn bay. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn liền biến mất ở nơi này. Không biết bóng dáng. Mà giờ khắc này Đan Hư tháp Diệp Thần, đột phá căn bản không có dừng lại. Hắn diễn cảm có chút dữ tợn. Ngoại giới linh khí quá dồi dào, hơn nữa cuồng bạo thêm nóng bỏng. Nếu như không phải là hắn luyện thể, thân thể đã sớm vỡ ra. Ngay tại lúc này, Diệp Thần túi đá màu đen bay ra. Trôi lơ lửng ở Diệp Thần đỉnh đầu, thậm chí bắt đầu xoay tròn. Ngay tức thì vậy chung quanh cuồng bạo linh khí bắt đầu bị đá màu đen hấp thu được luân hồi mộ địa bên trong. Luân hồi mộ địa Lâm Thanh Huyền tự nhiên nhận ra được tình trạng, hắn đứng ở một nơi trước mộ bia, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm trên mộ bia vết rách và ánh sáng, lẩm bẩm nói, lão gia, cũng nên gặp mặt. Mạc Ngưng Nhi lặng lẽ đi tới Lâm Thanh Huyền bên người, như giống như ngôi sao trong mắt chuyển động, hiếu kỳ nói, Lâm tiền bối. Chẳng lẽ là một tôn đại năng muốn đi ra? Không biết vị này đại năng là người phương nào? Lâm Thanh Huyền con người híp lại, không nói gì, mà là đưa tay ra đụng chạm ở mộ bia trên. Nhất thời mộ bia chấn động kịch liệt, một đạo ánh sáng màu vàng nở rộ ra. Lại hóa thành một đạo quyền ảnh. Quyền ảnh trực tiếp hướng Lâm Thanh Huyền đập tới. Lâm Thanh Huyền buông tay ra, lắc đầu một cái, vẫn là loại này bạo nóng này. Hắn lui về phía sau ba bước, ánh sáng màu vàng mới tiêu tán, sau đó, đối với Mạc Ngưng Nhi phun ra một câu nói, thời đại kia, ai dám nói không chết, ai dám nói bất bại, ai dám dụng quyền nghịch trời. Nghe được câu này, Mạc Ngưng Nhi tròng mắt trợn to, rốt cuộc rõ ràng cái này mộ bia bên trong là người phương nào. Mấu chốt nàng không nghĩ tới, vị kia lại bây giờ thì phải đi ra. Có vị này đại năng ra đời, vậy mộ chủ có thể hay không? Mạc Ngưng Nhi còn chưa nói hết, Lâm Thanh Huyền liền ngắt lời nói, ta hiểu tên này, chỉ riêng điểm này năng lượng còn chưa đủ để cho tên kia xuất hiện, tiếp theo liền xem thằng nhóc kia cơ duyên. Mà bên ngoài Diệp Thần tự nhiên không biết luân hồi mộ địa tình trạng, thời khắc này hắn nhẹ nhẹ thở ra một hơi, trên người đột phá hơi thở dần dần vững chắc. Liền liền trước ở giữa tuyệt vân tiễn độc cũng đã biến mất. Hắn bây giờ cảnh giới dừng lại ở Thánh Vương cảnh tầng thứ ba. Bởi vì hắn tu luyện cảnh giới và Côn Lôn hư cảnh giới có chút khác biệt, liền tương đương với ngoại giới phản hư cảnh. Coi như bây giờ đối mặt một ít hư vương cảnh cường giả vậy không chật vật như vậy, thậm chí có tư cách chém chết. Diệp Thần mở mắt ra, phát hiện năng lượng chung quanh toàn bộ biến mất, trung ương đất nửa tọa đan đỉnh cũng là xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng nhìn về phía cách đó không xa Tiểu Hoàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giờ phút này Tiểu Hoàng đang nằm ngủ, tựa hồ chú ý tới Diệp Thần ánh mắt, mở ra tỉnh táo mắt, nhìn lướt qua Diệp Thần, nhàn nhạt nói, Thánh Vương cảnh tầng thứ ba, coi như không tệ, còn như ta tình trạng, ngươi không cần lo lắng. Bất quá lần kế ta cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này giúp ngươi, giá quá lớn, nhức đầu. Tốt lắm, ta phải ngủ say một đoạn thời gian, dù sao cũng không nên quấy rầy ta. Nói xong, Tiểu Hoàng chính là nhắm mắt, hô hấp nặng nề chi tiếng vang lên. Diệp Thần lắc đầu một cái, trực tiếp đem Tiểu Hoàng bế lên, lại là bỏ vào luân hồi mộ địa bên trong. Luân hồi mộ địa không cách nào tồn tại vật còn sống, nhưng là Tiểu Hoàng nhưng là ngoại lệ, dẫu sao nó thân thể và huyết mạch cùng luân hồi mộ địa một vị đại năng tức tương quan. Quả thật cũng nên để cho cái này đứa nhỏ thật tốt nghỉ ngơi, đoạn này thời gian nó ở thời khắc nguy cơ giúp mình không thiếu.
thân thể nhất định là có hao tổn. Sau đó, Diệp Thần ánh mắt rơi vào tầng thứ hai nấc thang trên, vậy không do dự, bước nhanh. Nấc thang trên, vô tận uy áp ầm ầm tới, bất quá cái này uy áp đối với này khắc Diệp Thần mà nói không tính là cái gì. Hắn rất nhanh chính là đi tới tầng thứ hai. Làm đi tới tầng thứ hai, Diệp Thần chính là cảm giác một đạo gió lạnh cuộn sạch, cực kỳ lạnh như băng. Thậm chí để cho hắn không nhịn được dùng mình một cái. Hắn lại nhìn về phía bên trong, nhưng là phát hiện chung quanh đều là băng thiên nơi tuyết. Nhiệt độ cực thấp. Đồng thời, trung ương vị trí thậm chí có một cây cột băng. Cột băng chi trên có khắc phạm văn màu xám cho, hắn nhìn lướt qua, nhưng một chữ cũng không nhận ra. Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ lúc đó, bông tuyết bay rơi, vậy vô số hoa tuyết lại biến thành một đạo hư ảnh. Là một cái ông cụ đồ trắng. Ông cụ đồ trắng có nhiều thú vị nhìn Diệp Thần, mở miệng nói, nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên thấy trên người có nặng như vậy sát khí đan sư. Ông già cười mỉa, nâng lên tay gỡ vuốt râu mép của mình, tiếp tục mở miệng nói. Thằng nhóc, người tu luyện đạo là sát đạo, không nên bước vào đan đạo. Ta khuyên người vẫn là rời đi đan hư tháp đi, nếu không thật vất vả thiết lập cơ nghiệp, cũng đem hủy trong chốc lát. Diệp Thần tự nhiên không thể nào rời đi, đến bây giờ hắn còn không có cảm giác được luân hồi mộ địa có đại năng ra đời. Chỉ có tiếp tục bước vào. Nghe nói cái này 10 tầng đan hư tháp, Lâm Thanh Huyền năm đó bước chân vào tầng thứ 9, nếu như có Lâm Thanh Huyền giúp mình phá vỡ, vậy dĩ nhiên cực kỳ dễ dàng. Đáng tiếc bây giờ bỏ mặc hắn làm sao câu thông Lâm Thanh Huyền, đối phương cũng không có một tia phản ứng. Sợ rằng Lâm Thanh Huyền không muốn mình một mực lệ thuộc vào hắn lực lượng đi. Người còn không đi, nhìn trước mắt thanh niên không có bất kỳ phản ứng, vậy quần áo trắng hư ảnh kinh ngạc nói, xem ra ta nói người còn không là rất rõ ràng, mặc dù không biết ngươi là làm sao tiến vào đan hư tháp, lại là làm sao xông vào tầng thứ nhất, nhưng là cái này tầng thứ hai muốn xông vào, trước hết qua ta cửa ải này. Trên mình ngươi nồng đậm sát khí để cho ta rất không thoải mái. Ta hy vọng ngươi lập tức rời đi, không muốn phá hoại cái này tầng một đan đạo ý cảnh. Nói xong hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần hai tròng mắt, muốn nhìn đối phương một chút phản ứng, nhưng Diệp Thần vẫn là mặt không cảm giác, vậy không trả lời. Cái này làm cho hắn hơi có chút tức giận nói. Đây là cho ngươi xuống sau cùng thông điệp, như lại không rời đi, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lạnh như băng uy hiếp lan tràn tới. Diệp Thần như cũ không có động tĩnh, ngược lại bước ra một bước và đối phương đối mặt, người nói ngược lại là buồn cười, ai quy định đi sát đạo người không thể luyện đan. Quần áo trắng hư ảnh căn bản không nghĩ tới Diệp Thần lại vẫn dám phản bác, hắn cười lạnh nói, cái này một tầng là ta chấp trưởng lãnh vực, ta quy tắc, ngươi phải nghe theo, nếu không ngươi nghỉ muốn tiếp tục nữa. Dứt lời, gió lạnh giận gào, tựa như một đầu băng long hướng Diệp Thần chiếm đoạt đi. Diệp Thần mi tâm bất diệt lửa ngay tức thì bùng nổ, khoảnh khắc gian, vậy băng long chính là hóa là bột. Nếu là ngươi lãnh vực, ta phá hỏng không được sao? Diệp Thần ấn đường ngọn lửa ầm ầm bùng nổ, hắn ngay tức thì bị ngọn lửa bao vây, nguyên bản băng hàn ý cảnh lại có hòa tan khuynh hướng. Quần áo trắng hư ảnh diễn cảm dữ tợn, thật là không biết tự lượng sức mình. Nếu muốn phá vỡ ta lãnh vực, vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Hư ảnh ngón tay bắt pháp quyết, cột băng trên phạm văn bắt đầu lưu chuyển. Đột nhiên, cột băng nứt ra một vết thương, đếm lấy tính chục nghìn băng kiếm chui ra, lại là rậm rạp chẳng chịt bắn về phía Diệp Thần. Thấy như vậy kiếm biển, Diệp Thần ngược lại là không có sợ hãi, hừ lạnh một tiếng, tay phải mở ra, huyết long đi ra. Long ngâm rơi xuống, chấn động thiên địa. Huyết long ngay tức thì lao ra Diệp Thần thân thể. Lại là kéo theo Diệp Thần trên người bất diệt lửa. Bất diệt lửa bọc huyết long, phảng phất từ trong nham tương chui ra, lấy ngọn lửa thế hướng băng kiếm chiếm đoạt đi. Ầm, một tiếng kinh thiên vang lớn, rậm rạp chằng chịt kiếm biển tại chỗ bị vậy thình lình huyết long chiếm đoạt. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên bay lên. Quần áo trắng hư ảnh hơi biến sắc mặt, rất là khó khăn xem ra thằng nhóc này vẫn là có vốn để chảnh. Hắn vừa định ngón tay bắt pháp quyết. Một đạo hàn quang phá không tới. Đinh, một tiếng, Trảm Long Vấn Thiên kiếm cắm ở cột băng trên. Diệp Thần đầu tiên nhìn chính là nhìn ra cột băng này chính là nơi này tâm trận. Một khi tâm trận phá,
vậy quần áo trắng hư ảnh liền không có dựa vào. Quả nhiên, quần áo trắng hư ảnh thân thể mờ đi mấy phần. Cái này một tầng khảo nghiệm chính là đan hỏa và tầm mắt. Mà trước mặt cái này bước vào sát đạo người, hiển nhiên qua cửa ải. Sát đạo và đan đạo song tu, mấu chốt nhanh như vậy thời gian liền nhìn ra tầng thứ hai vấn đề, thằng nhóc này rốt cuộc lai lịch ra sao? Chế trụ nội tâm kinh hãi, quần áo trắng hư ảnh cánh tay vung lên, bước lên tầng thứ ba nấc thang hiển lộ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là ngươi ở đan trên đường thiên phú là ta gần đây thấy qua nhất nghịch thiên, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi buông xuống giết hại tâm, an tâm yên lặng đan đạo, như vậy, ngươi sau này thành tựu sẽ đem không thể giới hạn. Diệp Thần cười một tiếng, rút ra Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, nói, xin lỗi, đan đạo chẳng qua là ta phụ trợ chi đạo. Sát đạo mới thật sự là thích hợp ta tồn tại. Ông cụ đồ trắng nghe được câu này, con người có sâu đậm kinh hãi. Đan đạo cũng chỉ là phụ trợ. Thằng nhóc này ở đùa gì thế? Bao nhiêu người nghèo cả đời, vậy đạp không vào được chân chính đan đạo cảnh à? Mấu chốt thằng nhóc này rốt cuộc lai lịch ra sao? Diệp Thần và quần áo trắng hư ảnh sát vai mà qua, lại là hướng tầng thứ ba đi, nếu như hắn đoán không lầm. Sát lục chi địa gặp phải phong tiền bối liền vừa vặn bước qua tầng thứ ba. Tầng thứ ba cũng là chân chính sàng lọc đan đạo thiên tài một tầng. Quần áo trắng hư ảnh nhìn Diệp Thần hình bóng, đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Vội vàng sử dụng một bức họa giống như. Bức họa quá cũ, cực kỳ cổ xưa, thậm chí có chút không lành lặn. Đây là một đạo hình bóng. Lưng đeo một chuôi thần kiếm, trong tay nắm một cây ngân châm. Dưới chân nhưng là dẫm ở một đầu vạn trượng huyết long trên. Long vũ chín tầng trời. Không thể nhất thế. Hắn lại ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần đi xa hình bóng, trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Chẳng lẽ cái này người thanh niên chính là vậy ngàn năm trước, mấy vị đại năng hao hết tâm huyết tiên đoán diệt thế người, thí thiên ma tôn. Chỉ vì một người cô gái, lại đánh vỡ Côn Lôn hư thần đàn quy tắc, ngự chín tầng trời long hạ xuống phàm trần. Mười cao cấp tông môn, một kiếm chém hết. Thiên như bỏ hắn, thì hết sức trời, người như giận hắn, đời làm lục diệt. Mấy giây sau đó, hắn đem bức họa thu hồi, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mấy vị kia đại năng tiên đoán một mực không bị người ngoài thừa nhận. Ở mọi người nhìn lại, Côn Lôn hư mấy ngàn năm cũng hoặc là mấy vạn năm thế cục cũng không có bị phá xấu xa qua, làm sao có thể bị chính là một thằng nhóc tóc vàng hủy diệt. Chỉ sợ là ta hoa mắt. Thằng nhóc này hẳn chẳng qua là và bức họa ở giữa hình bóng có chút giống mà thôi. Dứt lời, quần áo trắng hư ảnh lại tiêu tản ra, phảng phất từ không tồn tại qua. Mà giờ khắc này, đan hư tháp bên ngoài. Hoàn toàn yên tĩnh. Không có ai tiếp tục động thủ. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm đan hư tháp. Chỉ vì là, đan hư tháp tầng thứ hai vậy bắt đầu lóe lên ánh sáng. Rốt cuộc lại bị thằng nhóc kia xông qua. Bỏ ra thằng nhóc kia đột phá thời gian, vẫn không có 10 phút à. Phải biết tầng thứ hai ý cảnh, người bình thường muốn ung dung hơn phá vỡ căn bản không có thể. Cái nào không phải nhận chịu vô tận thống khổ, mới miễn cưỡng phá vỡ. Mà bây giờ, đan hư tháp bên trong chỉ có Diệp Thần một người. Nhưng không nghĩ tới tiểu tử này không chỉ đột phá, lại là đạp hướng tầng thứ ba. Phương lão coi giữ cửa, mắt thấy Nam Hiên chân nhân. Cười lạnh nói, Nam Hiên chân nhân, bây giờ ngươi có thể phục. Ta ban đầu liền từ vị này tiểu huynh đệ trên mình thấy được đan đạo hy vọng, nếu như nói thật có người phá vỡ ghi chép, vậy chỉ có người này. Nam Hiên chân nhân con ngươi híp lại, cái này có gì tốt dùng, trước hai tầng, nếu như có người dạy hắn như thế nào bỏ chia, thật ra thì không hề mệt khó khăn, nếu như ta không đoán sai, hai người các ngươi cho thằng nhóc này tiết lộ không ít thứ đi, như vậy hèn hạ thủ đoạn. Ở phía trước kỳ có thể có chút dùng, nhưng là tầng thứ ba liền không đơn giản như vậy. Ta dám khẳng định, tầng thứ hai chính là hắn cực hạn. Lời còn chưa nói hết, đan hư tháp tầng thứ ba ánh sáng bắt đầu lóe lên. Rất hiển nhiên, Diệp Thần phá vỡ tầng thứ ba. Mấu chốt lần này, liền một phút thời gian cũng không có à. Cả thế giới cực kỳ yên lặng đến tất cả mọi người yên lặng nín thở. Nam Hiên chân nhân sắc mặt càng phát ra khó khăn xem, khó khăn thấy giống như bị không người nào tỉnh sáng một bạt tai. Lão Dương thấy một màn này,
có nhiều thú vị nói, người nào đó cái này đánh mặt vậy tới quá nhanh liền đi, tầng thứ hai là cực hạn. Nhưng là ta làm sao xem, thật giống như tầng thứ tư cũng không nhất định là hắn cực hạn đâu. Người nói chuyện phỏng đoán cũng không có đầu óc đi. Ngươi, Nam Hiên thật trên mặt người có chút tức giận, muốn động thủ, nhưng là bị sau lưng mấy vị lão giả ngăn lại. Cùng vị đại nhân kia tới nói sau, bây giờ không thể động thủ nữa. Có người sau lưng nhắc nhở. Nam Hiên chân nhân một phất ống tay áo, không nói thêm gì nữa. Chờ lát nữa cùng vị đại nhân kia tới, xem các ngươi làm sao còn phách lối. Nam Hiên chân nhân, muốn không muốn chúng ta chơi điểm có ý nghĩa. Nếu như đan hư tháp người thanh niên kia xông qua tầng thứ tư, ngươi tự mình quỳ xuống nói xin lỗi như thế nào? Dĩ nhiên, nếu như thanh niên kia không có xông qua tầng thứ tư, ta hướng ngươi Nam Hiên chân nhân quỳ xuống nói xin lỗi. Lão Dương hiển nhiên là không đếm xỉa đến. Ở hắn xem ra Diệp Thần và Linh Nhất Đan Tôn có cực lớn liên quan, cho nên muốn phá vỡ đan hư tháp trước mặt mấy tầng không khó lắm. Tầng thứ tư hẳn không có vấn đề. Bất quá tầng thứ năm liền không nhất định. Nam Hiên chân nhân tự nhiên không thể nào đánh cuộc với nhau, theo bây giờ Diệp Thần khí thế, tầng thứ tư chẳng qua là vấn đề thời gian. Mấu chốt thằng nhóc này rõ ràng chuyên chú tại võ đạo, đan đạo vì sao vậy như vậy nghịch thiên. Cái này mẹ hắn vẫn là một cái phàm căn người. Lúc nào, phàm căn vậy yêu nghiệt như vậy. Ngay tại hắn nghi ngờ lúc đó, chấn đan hư thiên địa linh khí bỗng nhiên biến hóa, mây đen đè thành tới. Một cổ vô hình uy áp để cho tại chỗ mỗi một người đều có chút không thở nổi. Nam Hiên chân nhân thấy một màn này, sắc mặt mừng như điên. Vị kia rốt cuộc đã tới. Nếu như phải nói chấn đan hư bên trong, có ai chân chính quyền phát biểu, trừ Linh Nhất Đan Tôn trở ra, chính là người này. Cũng chỉ có người này có quyền để cho cái này hai cái giữ cửa ông già cút ngay. Hắn hô hấp dồn dập, lại là và sau lưng mấy người rối rít quỳ xuống. Hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu lại là dập đầu trên đất vô cùng thành kính. Lạc Giao và Lạc Vô Nhai cũng là cảm giác được không đúng, thân thể hơi khom, đại biểu sâu đậm kinh ý. Ba, cái này dị tượng là lai lịch gì? Lạc Giao hiếu kỳ nói, tại sao ta cảm giác có cái gì không đúng, thậm chí để cho người khó chịu, giống như tà ma hạ xuống vậy. Lời nói mới vừa rơi xuống, lại không nghĩ rằng, Lạc Vô Nhai khẩn trương bưng kín Lạc Giao miệng. Nhẹ giọng nói im miệng. Người này không phải ngươi có thể chỉ trích. Vậy Nam Hiên chân nhân cầm người này mời đi ra, sợ rằng đan hư tháp hôm nay phải ra chuyện à. Thằng nhóc kia coi như tiến vào đan hư tháp, cũng không có người có thể đảm bảo. Lạc Giao nghe được câu này, sắc mặt tái nhợt, nàng thậm chí có chút hối hận tại sao phải cầm Diệp Tiên Sinh mang tới nơi này. Như Diệp Tiên Sinh thật ở chỗ này đã xảy ra chuyện gì, vậy nàng thật sẽ áy náy cả đời. Bên ngoài kính nước tiên sinh cố nhiên nguy hiểm và mạnh mẽ, nhưng là cùng chấn đan hư bên trong một ít nhân vật lớn so với, chênh lệch liền quá lớn. Bây giờ sự việc phát triển đến cục diện như vậy, nhất định chính là cầm Diệp Thần đi đường chết lên ép à. Thôi Viên nhìn vậy mây đen, trên mặt nhưng là lộ ra một đạo vui mừng. Hắn ước gì sự việc vượt nháo càng lớn, nếu như có thể mượn đao giết người, vậy cực kỳ tốt nhất. Giữ cửa Lão Dương và Phương Lão. Trong mắt nhưng là cực kỳ quen mắt. Lão Phương nhìn một cái Lão Dương, phân phó nói nếu như hôm nay ta không được chết hiên lành, còn hy vọng Lão Dương ngươi có thể chiếu cố một chút ta mấy cái đứa nhỏ, bọn họ đan đạo thiên phú không mạnh, nhưng là nếu như thật tốt giáo dục, vẫn có thể ở chấn đan hư phối hợp ra một số người giảng. Lão Dương do dự mấy giây, bản muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là gật đầu. Sấm sét ầm ầm nện xuống. Đan hư tháp cách đó không xa ngay tức thì lôi quang chói mắt, bụi mù cuồn cuộn bao trùm mở. Mà làm bụi mù và lôi quang tản đi, nhưng là xuất hiện một cái không giận tự uy ông già. Ông già dưới người là một đầu có màu vàng văn lộ hung báo. Hung mắt báo màu vô cùng cái tính công kích, chỉ riêng trong mắt nhìn lướt qua, sẽ để cho không thiếu người tu luyện rối rít lui về phía sau. Nam Hiên chân nhân thấy cưỡi ở hung báo lên ông già. Lần nữa dập đầu một cái cung kính nói Nam Hiên gặp qua Hình Thiên Đan Tôn. Nghe được Hình Thiên Đan Tôn cái này bốn chữ, Lạc Giao rốt cuộc rõ ràng phụ thân tại sao nghiêm túc như vậy. Bởi vì dõi mắt toàn bộ chấn đan hư, chỉ có hai người mới có tư cách gọi là Đan Tôn.
đó chính là bảo vệ đan hư tháp linh nhất đan tôn. Cùng với trông coi toàn bộ trấn đan hư quy tắc hình thiên đan tôn. Hai đại đan tôn bảo vệ một khối thiên đường. Không có ai biết cái này hai vị đan tôn rốt cuộc là thực lực gì. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, hai người này bất kỳ một người nào cử động và quyết định cũng có thể thay đổi toàn bộ trấn đan hư hết thảy. Cường giả chân chính oai. Hình thiên đan tôn không để ý đến, càng không có để cho Nam Hiên chân nhân đứng dậy, mà là ánh mắt có nhiều thú vị nhìn chằm chằm đan hư tháp. Đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào Lão Dương và Phương Lão trên mình. Chỉ cần một ánh mắt, liền để cho hai người sau lưng toàn bộ ướt đẫm. Đắm chìm trong cường giả như vậy dưới sự uy áp thật không dễ chịu à. Hình thiên đan tôn lên tiếng, ta thật là tò mò, linh nhất đan tôn cũng trăm năm không có rời đi đan hư tháp, vì sao hôm nay đột nhiên rời đi? Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra, chuyện thú vị, là ta không biết. Vô tận uy áp bao phủ. Lão Dương và Phương Lão hai chân run rẩy, nếu như không phải là gắt gao chống đỡ, có thể đã sớm quỳ xuống. Phương Lão chật vật ngẩng đầu lên, đối với hình thiên đan tôn đạo khải bẩm đại nhân, linh nhất đan tôn làm việc, chúng ta làm sao có thể có tư cách biết. Hẳn là tới xử lý chuyện. Không biết đại nhân đột nhiên hạ xuống ở đất này có chuyện gì quan trọng. Lời còn chưa nói hết, hình thiên đan tôn chính là sở thân xuống thú cưỡi, vô tình mở miệng nói, xem ra ta là xem cao ngươi cửa hai cái này chó giữ cửa. Nghe nói các ngươi hai cái này chó đem một cái dám ở trấn đan hư hành hung du côn bỏ vào đan hư tháp. Linh nhất đan tôn không có ở đây, các ngươi giống như này tùy ý ngông là. Nghe được câu này, sắc mặt hai người đại biến. Lão Dương mới vừa muốn giải thích cái gì, nhưng phát hiện huyết khí dâng trào, trực tiếp khạc ra một ngụm máu tươi. Quá thảm hại. Phương Lão vội vàng bước ra một giọt máu tươi, ngón tay bắt pháp quyết, dùng bí pháp ngăn trở. Lão Dương lúc này mới dễ chịu mấy phần. Hình thiên đan tôn cũng không gấp trước động thủ, ánh mắt lại rơi vào Nam Hiên chân nhân và Thôi Viên trên mình. Đem cụ thể sự việc nói cho ta, không thể rơi hạ một chi tiết. Được rồi, vẫn là ta tự mình ra tay biết rõ. Hình thiên đan tôn cánh tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo ánh sáng chính là rơi vào hai người ấn đường. Nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ. Loại cảm giác này giống như đang học lấy người khác trí nhớ vậy. Mấy giây sau đó, hình thiên đan tôn mở mắt ra, nhẹ nghi một tiếng, cái này du côn trên người có bí mật gì, vậy xóa trí nhớ lại lấy ta lực lượng vậy không cách nào phá vỡ. Bất quá như vậy ta cũng không uổng công, nếu như cướp đoạt trên người đối phương bí mật, phỏng đoán ta thực lực có thể cao hơn một tầng. Nghĩ rõ ràng hết thảy, linh nhất đan tôn cưỡi hung báo hướng đan hư tháp đi. Mỗi một bước, toàn bộ mặt đất đều chấn động mấy phần. Nhưng mà Phương Lão và Lão Dương vẫn trường kiếm đứng, kiên quyết đến mức tận cùng. Các ngươi muốn ngăn cản ta, hình thiên đan tôn thanh âm đạm mạc rơi xuống, toàn bộ đan hư tháp, trừ các ngươi sau lưng linh nhất đan tôn trở ra, ta chắc có tư cách tiến vào đi. Phương Lão trong mắt cực kỳ lạnh như băng, trên mình sát ý cuộn sạch. Hắn gần từng chữ hình thiên đan tôn, xin không nên để cho ta khó xử. Linh nhất đan tôn có lệnh, sau khi hắn rời đi, người bất kỳ cũng không thể tiến vào đan hư tháp. À, hình thiên đan tôn cười một tiếng, vậy du côn phải nên làm như thế nào giải thích? Chẳng lẽ ta hình thiên đan tôn ở trấn đan hư thân phận, còn không sánh bằng một cái giết người không nháy mắt người ngoại lai? Cút! Đột nhiên, hình thiên đan tôn con người đông lại một cái, hai tròng mắt bây giờ lại bắn ra một đạo lực lượng, trực tiếp đánh vào Phương Lão trên mình. Phương Lão chỉ cảm thấy một cổ vô hình đợt khí đụng vào hắn trên thân hình. Tại chỗ oanh bay, lại là đập vào đan hư tháp phong ấn trên. Phốc suy, phun ra một ngụm máu tươi, yếu ớt đến mức tận cùng. Lão Phương, Lão Dương vội vàng một bước tiến lên muốn đỡ Phương Lão, lại bị Phương Lão ngăn cản. Phương Lão chật vật đứng dậy, trong mắt ứ máu, gắt gao nhìn chằm chằm hình thiên đan tôn, linh nhất đan tôn có lệnh, người bất kỳ đều không thể bước vào. Ngươi cũng giống vậy. Hung báo trên hình thiên đan tôn nhíu mày, hắn phát hiện sự việc so hắn tưởng tượng còn phức tạp hơn, lão đầu này vì sao không tiếc bất cứ giá nào đảm bảo vậy từ bên ngoài đến người. Chẳng lẽ bên trong thật có cái gì người không nhận ra sự việc. Không nghĩ nhiều nữa, hắn cưỡi hung báo hướng đan hư tháp đến gần, Phương Lão như cũ như núi bất động, lại là hai tay giương ra, gắt gao bảo vệ.
Hình Thiên Đan Tôn thở dài một hơi, gặp qua tìm chết, còn không có gặp qua giống như ngươi như vậy tìm chết, sợ rằng ngươi đã sớm thành là Trấn Đan hư phản đồ, đã như vậy, ta liền đại biểu Linh Nhất Đan Tôn đem ngươi xóa đi đi. Hình Thiên Đan Tôn tay phải giương ra, hơi nắm chặt, năm ngón tay bây giờ thậm chí có một đạo hồng mang nhàn nhạt. Hồng mang càng ngày càng chói mắt. Một giây kế tiếp, hồng mang trực tiếp đập ra ngoài, hóa là một chuôi màu đỏ hư kiếm, hướng Phương Lão đi. Lão Dương thấy một màn này, vô cùng khó khăn xem, vội vàng ngăn ở Phương Lão trước người. Nói thế nào đi nữa, hai người đều là đồng bạn. Cùng nhau hợp tác không biết nhiều ít năm. Nếu như trơ mắt nhìn Phương Lão xảy ra chuyện, hắn trong lòng không đành lòng. Vì vậy, Lão Dương thi triển toàn bộ lực lượng tại vũ khí trên, đợt khí ngút trời, ngay tức thì và màu đỏ hư kiếm va chạm. Không có dấu hiệu nào, hắn vũ khí hóa là bột, đồng thời thân thể bay ra ngoài, đập vào Phương Lão trên mình. Hai vị giữ cửa người, cơ hồ không có năng lực tác chiến. Hình Thiên Đan Tôn rất hài lòng cái kết quả này, bật cười một tiếng, không tự lượng sức con kiến hôi, nhiều năm như vậy, các ngươi một lòng coi giữ đan hư tháp, đã sớm quên dự tính ban đầu, thậm chí lán trản đấu đều không chú ý đạt tới, thật là buồn cười. Hôm nay liền làm ta Hình Thiên cho các ngươi lên liền một đường cả đời khó quên chương trình học. Nói xong, Hình Thiên Đan Tôn chính là không có vào bóng tối bên trong. Mà đan hư tháp Diệp Thần tự nhiên không biết, hắn đã tới tầng thứ tư. Để cho hắn bất ngờ là, lần này, tầng thứ tư lại là một mảnh hồ nước. Nước hồ lan tràn, hơi nước không ngừng bay lên. Suối nước nóng. Đây là Diệp Thần cảm giác đầu tiên. Hắn vừa định bước vào trong đó, chính là cảm giác được đan hư tháp truyền đến chấn động tiếng. Cái này đan hư tháp chẳng lẽ động đất? Diệp Thần nhìn lướt qua chung quanh, phát hiện mặt hồ tựa như nước sôi vậy sôi trào, thậm chí có chút chất lỏng bắn nhuộm trên người, rất là đau đớn. Đột nhiên, luân hồi mộ địa tiểu hoàng phát hiện cái gì, nguyên bản đang ngủ say nó lập tức mở mắt ra. Dị đồng bên trong, cực kỳ lạnh như băng. Hắn trực tiếp rời đi luân hồi mộ địa, đi tới Diệp Thần bên người. Tiểu hoàng, người không phải ở bên trong nghỉ ngơi sao? Diệp Thần có chút kinh ngạc. Tiểu hoàng nhìn một cái sau lưng, lạnh lùng nói đi, theo ta cùng nhau đi xuống, nhớ dùng bất diệt lửa bọc toàn thân. Mặc dù không biết tiểu hoàng làm như vậy mục đích, nhưng là Diệp Thần vẫn làm theo. Một tiếng, ngọn lửa bao trùm mở, ôm tiểu hoàng tiến vào quỷ dị nước hồ bên trong. Ngay tại hai người sau khi tiến vào, Hình Thiên Đan Tôn và trên người hắn huyết mạch hung báo lặng lẽ đi tới. Hình Thiên Đan Tôn nhìn mặt nước rung động, cười một tiếng, thật là thứ không biết chết sống, thật lấy là tiến vào hồ nước này, là có thể cứu ngươi. Bất quá thằng nhóc kia rốt cuộc là làm sao phát hiện chúng ta. Đi thôi, cùng lấy được tiểu tử này bí mật, vậy sao liền cho ngươi ăn. Bây giờ ngươi phải làm, liền đem thằng nhóc kia mang đến, nhớ, không muốn cắn chết. Hình Thiên Đan Tôn sờ một cái dưới người hung báo, mở miệng nói. Hung thú hiển nhiên cực kỳ phấn khởi, truyền tới một tiếng thú gào, cũng là giống vậy chui vào nước hồ bên trong. Hình Thiên Đan Tôn đứng ở bờ hồ trên, đóng chặt tròng mắt. Chờ đợi hắn dưới người thú cưỡi khải hoàn tới. Cái này hung báo nhưng mà hắn ngàn năm trước, bất chấp nguy hiểm tánh mạng, từ một nơi trong bí cảnh được tới. Hung báo trong cơ thể có một đạo thượng cổ huyết mạch. Mặc dù không thuần khiết, nhưng là ngàn năm qua, bị hắn không ngừng nuôi đan dược, phẩm cấp cũng là cực kỳ cao. Thậm chí đối mặt giống vậy phản hư cảnh, hư vương cảnh thậm chí còn cao hơn cảnh, cũng có thể dễ như trở bàn tay chém chết. Mấu chốt cái này hung báo thân xác cực kỳ cường hãn, người bình thường muốn giết chết căn bản không có thể. Sau đó vì đào tạo cái này hung báo giết hại chi tính, Hình Thiên Đan Tôn vẫn còn cho nó mỗi ngày này một cái sống sờ sờ người tu luyện. Đem bọn họ liên quan tới cùng một cái lồng trong. Dã thú bản tính bùng nổ, người tu luyện càng phản kháng, cái này hung báo thì càng hung tàn. Vì vậy súc sinh này cực kỳ là máu. Trừ Hình Thiên Đan Tôn bất ngờ, người bất kỳ cũng có thể giết. Đơn giản là máu tươi và chiến đấu mà sống. Đáy hồ dưới, không tính là quá sâu, nhưng là nhưng lộ ra từng tia đạo vận. Diệp Thần bước chân dừng lại, tò mò nhìn tiểu hoàng. Hay là hỏi tiểu hoàng, người ngược lại là nói cho ta tại sao phải chạy. Tiểu hoàng không nói gì,
chăm chú nhìn chằm chằm sau lưng, làm nhìn một đoàn bóng đen điên cuồng cướp tới, trực tiếp từ Diệp Thần trong ngực nhảy tới đáy hồ. Không phải phải chạy, mà là đối mặt xúc sinh này, ở dậy đáy nước, ta có thể còn có phần thắng. Tiếp theo, chúng ta nên cẩn thận, bị người theo dõi. Hơn nữa không phải người bình thường. Lời nói rơi xuống, Diệp Thần chính là cảm giác đáy hồ chập chờn mở. Rồi sau đó, một đầu thân thể khổng lồ, lông dựng thẳng, tựa như cương châm giống vậy to lớn con báo đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt. Cả người lưu chuyển ánh sáng màu vàng, trong mắt máu đỏ, so người còn là máu. Cái nanh của hắn lộ ra, phát ra tiếng trầm thấp. Trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, tựa như tùy thời chuẩn bị ra tay. Diệp Thần thấy một màn này, vội vàng sử dụng Trảm Long Vấn Thiên Kiếm. Xem ra ngươi nói uy hiếp chính là vật này, chẳng qua là cái này đan hư tháp không phải khảo nghiệm đan đạo địa phương sao, tại sao phải có loại thú dữ này. Còn không có cùng Diệp Thần kịp phản ứng, vậy hung báo chính là hóa là một đạo tàn ảnh, tựa như vẫn thạch đập về phía tinh thần vậy tới. Hồng quang tràn ngập, Diệp Thần lúc này mới cảm giác không đúng, vội vàng một kiếm đánh xuống. Một kiếm này, thần lôi lực điên cuồng tràn ra. Thậm chí nước hồ đều phải bị hắn chém thành hai khúc. Đinh, thanh thúy tiếng lan tràn ra, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm đã chém vào cái này hung báo trên. Nếu như đổi thành giống vậy hung thú, có thể đã sớm chém thành hai khúc. Nhưng là lần này, Diệp Thần lại phát hiện cái này hung thú không chút tổn hao nào. Giống như hắn trước khi một kiếm là bổ vào huyền thạch trên. Quá quỷ dị. Hung báo tức giận gầm thét, dữ tợn răng nanh tựa như đao kiếm vậy hướng Diệp Thần đi. Mắt xem muốn xuyên thấu Diệp Thần thân thể, điên cuồng cắn xé lúc đó, tiểu hoàng đã chắn Diệp Thần trước người. Oanh! Thân thể nho nhỏ, tách thả ra một đạo đến từ mãi mãi thú hống. Vậy dị đồng lại là lóe lên tia sáng chói mắt. Thấy một màn này, hung báo ngược lại là không có tiếp tục công kích Diệp Thần, mà là đem sự chú ý tập trung ở tiểu hoàng trên mình. Nghi ngờ, không rõ ràng, sợ hãi. Nó có thể cảm giác được thân thể này không lớn người trên mình, có uy hiếp cảm giác. Loại này cảm giác uy hiếp không chỉ đến từ thực lực, là tới từ huyết mạch. Đột nhiên, trong đầu hắn truyền đến thanh âm gì, hiển nhiên là phía trên hình thiên đan tôn phân phó. Nó tỉnh hồn lại, ý định giết người bùng nổ, trực tiếp hướng tiểu hoàng cuồng nhảy đi. Răng nanh chiếu ngược tiểu hoàng thân thể. Nó căn bản không có động dự định. Màu đỏ và màu xanh con ngươi lại là không ngừng lưu chuyển. Đột nhiên, tiểu hoàng vậy màu xanh con ngươi bộc phát ra một đạo tiếp theo một đạo sấm sét, thần lôi lực, ngay tức thì hướng đối phương bọc đi. Làm thần lôi đập phải hung báo trên thân hình, chỉ bất quá để cho hung báo dừng lại mấy phần. Mục tiêu vẫn không có đổi. Mắt xem hung báo thì phải chạm được tiểu hoàng ra tay. Tiểu hoàng thân thể bùng nổ, ngay tức thì tránh ra, đồng thời, móng vuốt sắc bén trực tiếp trượt ở hung báo trên thân hình. Rột rột, tiếng, kịch liệt đốm lửa nhỏ lóe lên. Cũng may, rốt cuộc xuất hiện mấy dấu máu. Đồng thời, tiểu hoàng thân thể trực tiếp leo đến hung báo trên thân hình. Lạnh như băng móng vuốt giơ lên thật cao, trực tiếp đâm xuống. Bỗng nhiên khó khăn, vẫn là xuyên thấu. Máu tươi ngay tức thì tràn ra. Hung báo gương mặt dữ tợn, muốn tránh thoát tiểu hoàng, nhưng là bất kể như thế nào vùng vẫy, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Tiểu hoàng lạnh lùng nói mặc dù không biết ngươi sau lưng là ai, nhưng là ngươi nếu dám xuống đối với chúng ta động thủ, ta thì biết để cho ngươi trả giá thật lớn. Một giây kế tiếp, tiểu hoàng miệng mở mở, trực tiếp cắn ở hung báo một cái lỗ tai trên. Xé kéo, một tiếng, ngay tức thì biến dạng. Máu tươi nhuộm đỏ. Một tiếng thanh âm thống khổ ngay tức thì vang lên. Rất rõ ràng, lỗ tai là hung báo suy yếu nhất địa phương. Bờ hồ trên hình thiên đan tôn, trong mắt mở ra, hắn tự nhiên cảm nhận được mình thú cưỡi thống khổ. Hơi biến sắc mặt, thân thể nhảy một cái, trực tiếp nhảy nhập nước hồ bên trong. Người bất kỳ cũng không có tư cách động hắn hung báo. Người bất kỳ, thời khắc này tiểu hoàng, màu đỏ con ngươi càng phát ra chói mắt. Mà hắn dưới người hung báo, vết thương chồng chất. Trên mình ngươi huyết mạch đặc thù, tựa hồ đối với ta lại nói là vật đại bổ. Tiểu hoàng nhàn nhạt lời nói rơi xuống,
ngay tức thì để cho vậy hung báo kinh hoàng đến mức tận cùng. Nó trong lòng duy nhất phản ứng, chính là tên này rốt cuộc là thứ gì? Tại sao khí tức trên người là hung thú, lại có thể lời nói loài người lời nói? Chưa bao giờ nghe. Nó càng dãy giụa, thân thể càng suy nhược. Đáy biển nước thậm chí đã dần dần ửng đỏ. Tiểu hoàng nhìn về phía Diệp Thần, vội vàng nói dùng huyết long vây khốn tên này, thừa dịp bậy bên ngoài người còn không có dám đến, ta phải đem xúc sinh này trực tiếp chiếm đoạt. Hắn đối với ta lại nói, là vật đại bổ. Diệp Thần tự nhiên biết, lần trước tiểu hoàng chính là bởi vì cắn nuốt 9 đầu huyết lang mới lần đầu tiên tiến hóa, nếu như cắn nuốt hơi thở này kinh khủng hung báo, có phải hay không ý nghĩa lần thứ 2 tiến hóa? Hắn không do dự nữa, trực tiếp sử dụng trong cơ thể huyết long ở đáy hồ bàn lượn quanh một quyền, phong tỏa vậy hung báo. Huyết sát ý tách thả ra, trực tiếp vây khốn hung báo. Nhúc nhích không được. Một đầu thượng cổ thần long hư ảnh, hơn nữa một đầu thượng cổ hung thú. Nếu như còn không bắt được vậy hung báo thì thật buồn cười. Hung báo tự nhiên cảm thấy sợ hãi, hắn con người không ngừng hướng mặt nước nhìn lên, thống khổ sen in. Tựa như đang đợi cái gì. Nhưng là bất kể như thế nào đi nữa chờ đợi, đạo thân ảnh kia vẫn không có xuất hiện. Tiểu hoàng giờ phút này màu đỏ con ngươi càng phát ra diêm dúa, nó sẽ không đáng thương trước mặt hung báo, bởi vì đối phương ban đầu liền mang theo sát ý tới. Loại này xúc sinh, chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là mang con mồi trở về, hoặc là chính là chết ở đáy hồ. Tiểu hoàng dĩ nhiên là sẽ đối phương lựa chọn người sau. Nó cắn một cái ở hung báo trên mình, cứng rắn đi nữa ra, cũng là bị vô tình xuyên thấu. Một búng máu trong vắt báo thịt trực tiếp bị tiểu hoàng chiếm đoạt. Máu nhuộm nước hồ. Hung báo cũng là không dãy giụa nữa, giữ tợn trong mắt dần dần nhắm lại. Mặc cho chiếm đoạt. Diệp Thần thậm chí phát hiện tiểu hoàng mỗi cắn một cái hung báo máu thịt, tiểu hoàng màu đỏ con ngươi chuyển động càng nhanh. Quanh thân lại là tản mát ra khí tức thần bí. Đây mới thực là thượng cổ hung thú hơi thở. Tiểu hoàng cố nhiên có luân hồi mộ địa đại năng một đạo lực lượng, soạn lại huyết mạch. Nhưng là nó bây giờ lớn nhất thiếu tiền chính là thân xác à. Mà đây hình thiên đan tôn hung báo không chỉ huyết mạch có một bộ phận là thượng cổ huyết mạch, thân xác cũng là ở thiên tài địa bảo và thuốc cao cấp đống triệt dưới à. Đối với tiểu hoàng mà nói, thật là so ngươi 9 đầu huyết lang còn lớn hơn bổ à. Rất nhanh. Vậy hung báo thân thể cao lớn, cơ hồ bị tiểu hoàng cắn nuốt phần lớn, mơ hồ chỉ còn lại một nửa bộ xương. Mà nhưng vào lúc này, tiểu hoàng đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm một đạo thân ảnh. Bóng người hạ xuống đáy hồ. Chính là hình thiên đan tôn. Làm trong mắt hắn nhìn đã chết hơn nữa bị nuốt thành xương cốt thú cưỡi, tức giận như hỏa diễm vậy cháy. Hắn con người dường như muốn bị giết lục tràn ngập đến nổ tung. Hắn vất vả ẩn dưỡng nhiều năm như vậy bảo bối, lại biến thành người khác thức ăn. Loại đau khổ này, ai có thể chịu đựng? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hoàng, gầm hét lên xúc sinh, ngươi tự tìm cái chết. Một tôn đan đỉnh bỗng nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, đan đỉnh một chuyển, hung hãn hướng tiểu hoàng đập tới. Tiểu hoàng tự nhiên cảm giác được đối phương thực lực không phải hắn bây giờ có thể chống cự, hắn nhìn về phía Diệp Thần, truyền thanh nói chuẩn bị một chút. Chúng ta lập tức rời đi đan hư tháp. Nói xong, tiểu hoàng vậy màu đỏ con ngươi lóe lên, toàn bộ đáy hồ nước hồ tựa như khuấy động. Thiên diêu địa động. Vô số nước hồ tạo thành một cái vòng xoáy to lớn, vòng xoáy ngay tức thì cắn nuốt đan đỉnh. Hình thiên đan tôn thấy một màn này, kinh ngạc mấy phần, sau đó trường kiếm bên hông rút ra, không chút lưu tình bắn đi ra ngoài. Đụng vào đan đỉnh trên. Đan đỉnh ngay tức thì chấn động đi. Một kiếm một đỉnh tựa như hóa thành lưu hành, hung hãn đập vào tiểu hoàng trên thân hình. Tiểu hoàng phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị đụng bay. Cũng may cuối cùng rơi xuống ở Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần ôm chặt lấy tiểu hoàng, ngón tay bắt pháp quyết, vô tận thần lôi hướng hình thiên đan tôn đi. Đồng thời, thân thể hóa là một đạo tàn ảnh, nhanh chóng rời đi. Còn muốn đi, nằm mơ. Nếu ta bảo bối bị các ngươi phá hủy. Ta sẽ để cho các ngươi rõ ràng bị tước đoạt máu thịt thống khổ. Hình thiên đan tôn tốc độ càng lúc càng nhanh, trực tiếp đuổi theo. Ung ung. Diệp Thần thân thể ngay tức thì lao ra đan hư tháp. Nam Hiên chân nhân,
Thôi Viên, Lạc Giao đám người sắc mặt đại biến. Hình Thiên Đan Tôn không phải đi tìm Diệp Thần liền sao? Lại vẫn để cho Diệp Thần trốn ra được. Làm sao có thể? Ngay tại đám người đầu óc mơ hồ lúc đó, một đạo kinh thiên nộ hống từ đan hư tháp truyền tới. Một giây kế tiếp, mọi người chính là thấy Hình Thiên Đan Tôn cuốn lên một đạo cuồng sát ý vọt ra. Mấu chốt Hình Thiên Đan Tôn thú cưỡi không có. Thời khắc này dáng vẻ càng giống như là một cái người điên vậy, tóc tai bù xù. Gương mặt mở ra, cực kỳ tức giận. Thậm chí cái này tức giận để cho người cảm giác thật giống như ở bên bờ tan vỡ. Chẳng lẽ, hết thảy các thứ này là Diệp Thần làm? Hắn rốt cuộc làm cái gì để cho Hình Thiên Đan Tôn tức giận như vậy? Do không được mọi người phản ứng, cuồng bạo ranh giới Hình Thiên Đan Tôn khoảng cách Diệp Thần và Tiểu Hoàng chỉ bất quá 5 mét, 5 ngón tay là móng, tựa như biến dạng không khí, trực tiếp hướng Tiểu Hoàng bắt đi. Tiểu súc sinh, còn ta hung báo mệnh. Đám người nghe được câu này, sợ hãi đến trình độ cao nhất. Bọn họ có thể cảm nhận được Hình Thiên Đan Tôn thanh âm có bao nhiêu tức giận. Có vài người càng bị cái này sóng âm chấn thương. Lạc Vô Nhai bất đắc dĩ, chỉ có thể ngón tay bắt pháp quyết, ở nữ nhi Lạc Giao trên mình ngưng tụ một đạo trận pháp, lúc này mới trước mặt ngăn cản âm ba lực lượng. Nếu không nữ nhi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nam Hiên chân nhân nhưng là nuốt nước miếng một cái, lui về sau hết mấy bước. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hình Thiên Đan Tôn giữ lại nuôi nhiều năm hung báo lại chết. Cái này hung báo có thể bị Hình Thiên Đan Tôn một mực làm đứa nhỏ à? Mấu chốt thằng nhóc kia thực lực là làm sao làm được? Giờ phút này, cách đó không xa Diệp Thần thấy một màn này, con người cực kỳ nghiêm túc, hắn tự nhiên không thể nào để cho Tiểu Hoàng bị thương nữa. Mấu chốt hắn có thể cảm thụ Tiểu Hoàng cắn nuốt hung báo máu thịt sau đó, trạng thái có chút không đúng. Thân thể phát ra ánh sáng nhàn nhạt mang, tựa hồ còn đang run rẩy. Thậm chí có thể nói là cực kỳ yếu ớt, căn bản không có tác chiến năng lực. Hắn cố không được hết thảy, một cái vạn Phật kim cương quyền đánh ra. Tận lực là Tiểu Hoàng ngăn cản tổn thương. Hắn thà mình chịu đựng. Tiểu súc sinh, còn muốn ngăn trở ta, không biết sống chết. Hình Thiên Đan Tôn đã giết mù quáng, đổi móng là quyền, ngay tức thì và Diệp Thần vạn Phật kim cương quyền đụng vào nhau. Rắc rắc, một tiếng, kim quang ngay tức thì bị vô tình chiếm đoạt, Diệp Thần cũng là cảm giác được một cổ không thể địch nổi lực lượng như núi cao vậy đụng tới. Hắn tay phải truyền đến gãy lìa tiếng, một cổ khí lãng xuyên thấu toàn thân. Bên tai gió lớn gào thét, thân thể lại là nặng nề đập vào đan hư tháp bên cạnh một khối trên tấm bia đá. Bia đá vỡ vụn, Diệp Thần nhận chịu phần lớn tổn thương. Nhưng là ngược lại là vậy không vấn đề quá lớn. Nếu như không phải là thời khắc mấu chốt, luyện thể và huyết long hộ thể, hắn đã sớm xảy ra chuyện. Mà Tiểu Hoàng bởi vì Diệp Thần bảo vệ, không có bất kỳ tổn thương. Diệp Thần nhìn một cái Tiểu Hoàng, thở ra một hơi, cố gắng đứng lên. À, tiểu tử, lại bước vào luyện thể, có chút ý tứ. Nếu không giống như ngươi cái cảnh giới này người, ở ta một quyền này dưới, chỉ sợ sớm đã hóa là xương máu. Ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, đáng tiếc, ngươi trong ngực người động không nên động. Cho nên, ngươi cũng phải chôn theo. Hình Thiên Đan Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lại cũng không có trước khi ung dung, giờ khắc này hắn hiển nhiên bị tức giận làm đầu óc mê muội. Tay hắn hơi nắm chặt, trong tay liền bắt được một tôn đan đỉnh. Đan đỉnh phong cách cổ xưa, bốn bề nhọn, tựa như đao kiếm. Chính là binh khí. Hắn một bước bước ra, bỗng nhiên buông tay, đan đỉnh đó chính là hướng Diệp Thần bay ra ngoài. Không ngừng xoay tròn, một khi đụng chạm, tất nhiên trực tiếp bị bén nhọn kia địa phương khuấy thành thịt vụn. Lạc Giao miệng mở lớn, nàng muốn đi giúp Diệp Thần. Nhưng là lực bất tòng tâm à. Coi như phụ thân cũng không có tư cách dung chuyển cái này Hình Thiên Đan Tôn tức giận à. Bị thương Phương Lão và Lão Dương sắc mặt kịch biến, bọn họ thân thể xông ra ngoài, muốn phải giúp Diệp Thần, nhưng là lúc đã chậm. Thôi Viên các người nhưng là treo nụ cười lạnh như băng. Ở bọn họ xem ra, hết thảy đã thành định cục. Hình Thiên Đan Tôn âm u cười. Dữ tợn, là máu. Diệp Thần muốn rút ra Trảm Long Vấn Thiên Kiếm phản kháng. Nhưng là phát hiện căn bản không còn kịp rồi. Thậm chí còn câu thông luân hồi mộ địa cũng không có tư cách.
đây là phải bỏ mạng nơi này. Ngay tại lúc này, Diệp Thần ấn đường chỗ, lao một cái ánh sáng màu đen chui ra. Hắc khí cuồn cuộn vần quanh Diệp Thần toàn thân. Diệp Thần trong mắt cũng là dần dần lật đỏ. Vô tận hắc khí tựa như ở Diệp Thần đỉnh đầu ngưng tụ thành một con mắt. Đôi mắt này tựa như tới từ địa ngục, đến từ nhất u ám và giết hại địa phương. Ánh mắt động một cái, Diệp Thần trước mặt chính là xuất hiện một cái hư không hắc trưởng. Hắc trưởng lại nắm đan đỉnh đó. Không thể tiến về trước chút nào. Hình thiên đan tôn nhìn màu đen kia bàn tay lớn cùng với vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung ánh mắt. Hắn lại cảm giác cả người lạnh như băng. Người của ma tộc, làm sao có thể? Người của ma tộc không phải biến mất sao, làm sao lại trở về Côn Lôn hư? Hắn tỉnh hồn lại, vừa nghĩ tới mình thú cưỡi hóa là xương trắng, hắn lại cũng không chịu nổi, một giọt máu tươi bước ra. Đan đỉnh ngay tức thì chấn động, huyết khí vần quanh, lực lượng mở rộng 10 lần không dứt. Màu đen cục trưởng hiển nhiên không chịu nổi mấy phần, dẫu sao hết thảy cũng thành lập ở Diệp Thần thực lực trên. Hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Mắt xem màu đen bàn tay lớn dần dần bị biến dạng, đan đỉnh nhọn địa phương, lại là hướng Diệp Thần ấn đường đâm tới. Khoảng cách bất quá chỉ còn lại 10 mấy cm. Bỏ mặc ngươi là ai, cũng không để ý ngươi là không phải tới từ ma tộc, ta muốn ngươi bây giờ chết, thiên vương lão tử cũng không cứu được ngươi. Hình thiên đan tôn tức giận nói, lực lượng lần nữa gia tăng. Màu đen bàn tay lớn trực tiếp vỡ vụn. Đan đỉnh nhọn lại là đâm về phía Diệp Thần ngực. Đã không vào mấy phần, máu tươi tiệm nhiễm ra. Ngay tại hết thảy đã thành định cục thời điểm, một đạo thân ảnh cấp tốc bay tới. Hình thiên, thật là to gan, liền người ta cũng dám động. Một tôn đỏ thẫm đan đỉnh phá vỡ tới, trực tiếp nện ở hình thiên đan tôn đan đỉnh trên. Chấn động tiếng như sấm bên tai. Hai tôn đan đỉnh đồng loạt bay ra, bụi đất cuồn cuộn, gió lớn giận cuốn. Sau đó, một đạo tiên phong đạo cốt bóng người chậm rãi rơi xuống, chắn Diệp Thần trước người. Chính là Linh Nhất Đan Tôn. Linh Nhất Đan Tôn nhìn một cái Diệp Thần, chính là cảm nhận được Diệp Thần trên người có quen thuộc hơi thở. Cảm giác này không sai được. Chính là Lâm Thanh Huyền. Chẳng lẽ Lâm Thanh Huyền không có chết, mà là sống lại đến tiểu tử này trên mình. Cũng hoặc là đoạt xác. Do không được hắn suy tính. Làm hắn thấy Diệp Thần ngực máu tươi, một cổ vô hình tức giận tràn ngập toàn thân. Hắn chợt xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm hình thiên đan tôn. Hình thiên đan tôn cũng là nhìn hắn, lại là nghi ngờ nói Linh Nhất, ngươi có biết ngươi đang làm gì? Làm gì? Linh Nhất hừ lạnh một tiếng, một trường ầm ầm đánh ra, ta dĩ nhiên biết ta đang làm gì. Một trường này, mới liệu chưa kịp, kinh như tia chớp. Hình thiên đan tôn muốn tránh cũng là không còn kịp rồi. Trực tiếp chạm được ngực. Lực lượng cuồng bạo điên cuồng vọt tới. Hình thiên đan tôn tại chỗ bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Cũng may hắn thân thể một cái lột, ổn định thân hình. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bối rối. Chấn đan hư hai đại cường giả lại ra tay. Mấu chốt Linh Nhất đan tôn vì sao tức giận như vậy? Liền bởi vì là một cái ngoại lai thanh niên. Đùa gì thế? Hình thiên đan tôn từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, thẹn quá thành giận Linh Nhất, ngươi nổi cơn gì? Ngươi lại dám động ta? Ngươi nên động chính là phía sau ngươi thanh niên. Hắn lạm sát kẻ vô tội. Là ta hung báo máu. Lại là ma tộc tàn dư. Loại người này không giết, thiên lý khó tha thứ. Lời này rơi xuống, chẳng ai nghĩ tới Linh Nhất đan tôn lại một bước bước ra. Quanh thân đợt khí cuồn cuộn. Gằn từng chữ. Hôm nay, ai dám động hắn, chính là ta Linh Nhất đan tôn kẻ địch. Ai dám nói hắn một câu không phải, ta liền tự tay chặt đứt đầu lâu ngươi. Coi như ngươi là hình thiên thì như thế nào? Ta xin hỏi ngươi, ngực hắn tổn thương nhưng mà ngươi bị thương. Nếu như là, vậy bắt đầu từ bây giờ, ta Linh Nhất liền và ngươi hình thiên hoàn toàn khai chiến. Ngắn ngủi 5 câu. Nhưng là để cho cả thế giới lâm vào yên lặng. Chẳng ai nghĩ tới, Linh Nhất Đan Tôn thật muốn đảm bảo Diệp Thần. Thậm chí, không tiếc cùng hình thiên Đan Tôn khai chiến. Điên rồi. Cái thế giới này điên thật rồi. Hai đại Đan Tôn lại vì một cái liền hư vương cảnh cũng không có đạt tới thanh niên khai chiến.
Đây chính là đỉnh trước chấn đan hư muốn nghênh đón một tràng sử không có tiền lệ động đất à. Linh Nhất Đan Tôn nói tiếng nói chấn động ở toàn bộ chấn đan hư. Truyền rất xa. Vang vọng ở tất cả mọi người bên tai. Khai chiến cái này hai cái quá chói tai. Lạc Vô Nhai gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, thậm chí theo bản năng dùng chân khí điểm ở trên cánh tay của mình. Rất đau. Không phải là mộng. Mấu chốt hắn cây vốn nghĩ đến Diệp Thần đứng sau lưng chính là Linh Nhất Đan Tôn à. Có thể để cho Linh Nhất Đan Tôn thái độ như thế, cái này Diệp Thần thân phận tuyệt không bình thường. Nếu như ban đầu Lạc Giao đem hắn mang tới Lạc Gia, hắn vui vẻ tiếp nhận, mà không phải là cái loại đó làm nhục cự tuyệt, sợ rằng Lạc Gia bây giờ liền có một đạo bùa hộ mạng. Hắn thậm chí nghĩ đến hôm nay bước vào Đan Hư Tháp, thấy Linh Nhất Đan Tôn, cho dù hắn thái độ như thế nào cung kính, đối phương vậy căn bản không lý hắn một chút. Hắn vui vẻ tiếp nhận, bởi vì Linh Nhất Đan Tôn ở hắn trong lòng địa vị quá cao. Cao không thể leo tới. Mà bây giờ, cái này cao không thể leo tới người, lại đối với cái đó hắn một mực khinh thường thanh niên, thái độ như thế. Thái độ này, hắn thậm chí cảm thấy một tia lấy lòng. Hắn chân thực không nghĩ ra tại sao. Lạc Giao thân thể đang run rẩy, nàng diễn cảm tràn đầy nghi ngờ và kinh người. Nàng biết Diệp Tiên Sinh có thiên phú, cũng biết Diệp Tiên Sinh chưa bao giờ bước vào qua Đan Hư Tháp. Vốn cho là mình đã tính rõ ràng Diệp Tiên Sinh. Nhưng là bây giờ xem ra, mình hiểu chẳng qua là một góc băng sơn mà thôi. Nhưng mà nếu như Diệp Tiên Sinh thật biết Linh Nhất Đan Tôn, vì sao không đem quan hệ này nói ra đâu? Có tầng quan hệ này, vậy kính nước tiên sinh lại có cái gì tư cách dám động hắn đâu? Diệp Tiên Sinh càng không cần thiết tuân thủ vậy sống chết lôi đài ước định à? Chẳng lẽ Diệp Tiên Sinh phải dựa vào chính mình thực lực dung chuyển kính nước tiên sinh? Lạc Vô Nhai vậy từ rung động và hối hận trong tỉnh hồn lại, nhẹ giọng nói, Giao Nhi, ngươi và Diệp Tiên Sinh là thế nào nhận thức? Bất chi bất giác, Lạc Vô Nhai đối với Diệp Thần gọi đã đổi lời nói. Lạc Giao ngẩn ra, chợt mở miệng nói, trước ở sát lục chi địa thấy, hắn mua dược liệu có chút cổ quái, ta liền lưu ý mấy phần, sau đó sát chủ thật giống như đuổi giết người này, ta liền thông qua Lạc Gia quyền thế mang Diệp Tiên Sinh rời đi. Sau đó chính là một ngày trước sự tình phát sinh, Diệp Tiên Sinh đại biểu y thần môn tham gia Côn Lôn Hư Thiên Tài thi đấu, lấy cường giả chi tư dung chuyển hết thảy, nghe nói còn chém giết Thanh Loan Tông trưởng lão, thậm chí liền trọng tài cũng không có tư cách động hắn, cho đến kính nước tiên sinh ra mặt, thiếu chút nữa chém giết Diệp Tiên Sinh, cũng may ta kịp thời chạy tới. Ta vốn định mang Diệp Tiên Sinh đi, lại không nghĩ rằng Diệp Tiên Sinh và kính nước tiên sinh ước định 2 tháng ở quảng trường Thiên Tuyệt sống chết lôi đài. Không được có người bất kỳ can dự, cái này chuyện sau này, người hẳn đều biết. Lạc Vô Nhai nghe được kính nước tiên sinh, con người có giúp một cái, sau đó vậy âm thầm vui mừng. Nếu như không phải là nữ nhi một mực đang cùng cái này Diệp Tiên Sinh kết thiện duyên, sợ rằng Lạc Gia nguy ở một sớm một chiều à. Đột nhiên, hắn bắt được Lạc Giao tay, cảm khái nói, Giao Nhi, là cha tổng lấy là có thể nhìn thấu hết thảy thế cục, bây giờ nhìn lại, còn không bằng ngươi à. Bây giờ chỉ cần Diệp Tiên Sinh muốn, ta Lạc Gia tùy thời có thể biến mất ở chấn đan hư, mà sự tồn tại của ngươi, không thể nghi ngờ là Lạc Gia có lực nhất bảo vệ phù. Sau ngày hôm nay, ta liền và Thôi Gia chặn hôn sự, hết thảy sự việc do ngươi làm chủ. Lạc Giao nghe được phụ thân quyết định, trong mắt trợn to. Nàng căn bản không nghĩ tới mình cùng cực cả đời phải cải biến sự việc, cuối cùng lại có thể bởi vì Diệp Tiên Sinh thay đổi. Mấu chốt Diệp Tiên Sinh cũng không có làm gì à. Lạc Vô Nhai lại nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói, Giao Nhi, ngươi tận lực và Diệp Tiên Sinh giữ quan hệ, 2 tháng sau vậy trận cuộc chiến sinh tử, Diệp Tiên Sinh nếu không phải mượn Linh Nhất Đan Tôn, căn bản không có thể thắng, đến lúc đó ta Lạc Gia không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải bảo vệ Diệp Thần. Dù là cùng toàn bộ Côn Lôn Hư Tông Môn là địch. Đây là Lạc Vô Nhai thái độ. Hắn đã sai qua một lần, tự nhiên sẽ không bỏ qua lần thứ hai. Đột nhiên, một đạo tiếng hử lạnh vang lên. Đến từ Hình Thiên Đan Tôn. Vô số đạo ánh mắt bắn về phía Hình Thiên Đan Tôn, chỉ vì là Hình Thiên Đan Tôn thái độ đem quan hệ đến hết thảy. Chỉ gặp Hình Thiên Đan Tôn bước ra mấy bước, hướng Linh Nhất Đan Tôn đi tới. Khóe miệng còn dính vết máu.
Hắn con người giữ tợn lạnh như băng. Đột nhiên, bước chân dừng lại, bốn mắt nhìn nhau. Một cổ vô hình đợt khí hướng bốn phương tám hướng phun trào, đan hư tháp mặt đất gạch khối trực tiếp lật đứng lên. Chu vi trong vòng trăm thước cây cối toàn bộ nhổ tận gốc. Cuồng phong thổi loạn hết thảy, truyền tới lạnh thấu xương tiếng hô. Đây cũng là cường giả oai. Linh Nhất, ngươi lại vì một tên tiểu tử thúi và ta khai chiến, bất quá ngươi trước làm rõ ràng một chuyện, cái này trấn đan hư không phải một mình ngươi định đoạt. Đắc tội ta, đối với ngươi không có kết quả tốt. Đối với trấn đan hư cũng không có kết quả tốt. Linh Nhất Đan Tôn nghe Hình Thiên nói tiếng nói không sợ chút nào, lạnh giọng hồi kính nói, ta lời mới vừa nói đã rất rõ ràng, ngươi như còn dám động hắn, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hình Thiên Đan Tôn con ngươi híp lại, trong tay sử dụng một chuôi linh kiếm. Linh kiếm phẩm cấp cực cao, vật liệu lại là thượng cổ huyền thạch chế tạo. Phía trên không biết dính nhiều ít máu. Linh Nhất, xem ở ngươi mặt mũi, thằng nhóc này ta có thể không truy cứu, nhưng là trong ngực hắn xúc sinh, phải giao cho ta. Hắn cắn nuốt ta vất vả chuồng nuôi hung thú, phải một mạng thường một mạng. Hình Thiên Đan Tôn không dám kiếm đi thiên phong, chỉ có thể nói như thế. Đây là hắn lớn nhất lui bước. Linh Nhất Đan Tôn tự nhiên không muốn đem sự việc phức tạp hóa, hắn quay đầu, nhìn một cái Diệp Thần, khá là cung kính nói, người nguyện ý không? Diệp Thần tự nhiên không thể nào đáp ứng, trong ngực ta người, không phải ta thú cưng, mà là đồng bạn, Hình Thiên nếu là muốn động hắn, thì nhất định phải từ trên người ta bước qua đi. Nếu không, tuyệt không khả năng. Rõ ràng, Linh Nhất Đan Tôn trong mắt thoáng qua một tia kiên quyết, đối với Hình Thiên Đan Tôn nói, người vậy nghe, tuyệt không khả năng. Nghe được cái này vô tình cự tuyệt, Hình Thiên Đan Tôn tức giận cuộn sạch. Nếu liền hắn lớn nhất nhượng bộ cũng không chấp nhận, vậy cũng không có nói cần thiết. Bàn về luyện đan, hắn không phải Linh Nhất Đan Tôn đối thủ. Nếu không cái này đan hư tháp cũng không biết do Linh Nhất bảo vệ. Nhưng là luận chiến lực, hắn không sợ chút nào. Hắn trường kiếm trong tay một chuyển, uy áp ngay tức thì ùn ùn kéo đến đi. Kiếm quang tựa như chiếm đoạt thiên địa, nếu như vạn thú lao nhanh, mang theo nguy cơ tử vong, trực tiếp hướng Diệp Thần trong ngực tiểu hoàng đi. Ùng ùng, sấm tiếng nổ vang, mưa gió phun trào. Linh Nhất Đan Tôn không dám khinh thị, năm ngón tay nắm chặt, đan đỉnh xuất hiện ở lòng bàn tay. Trực tiếp hướng kiếm quang đập tới. Một khắc sau, thiên địa đều bị che đậy trói lọi. Từng đạo đợt khí, giống như thực chất, hướng chung quanh phún ra ngoài. Rồi sau đó, hai người bỗng nhiên tách ra. Linh Nhất Đan Tôn và Hình Thiên Đan Tôn, rối rít lui về phía sau 10 bước. Hai người trong mắt đều có một đạo do dự. Nếu như không phải là bị thương, Hình Thiên Đan Tôn ít nhất có tầng 6 chắc chắn hiểm thắng. Nhưng là bây giờ, hai người cũng đừng hòng nại hà đối phương. Nếu như ta là ngươi, bây giờ liền cụp đuôi, rời đi ta đan hư tháp. Cho dù ngươi trông coi trấn đan hư, nhưng mà đừng quên, đan hư tháp mới là nơi đây chân chính nồng cốt. Linh Nhất Đan Tôn không khách khí chút nào nói. Hắn không muốn đánh, nhưng cũng không sợ đánh. Lúc cần thiết, không thể không đánh. Chỉ là Lâm Thanh Huyền cái này ba chữ. Đây là hắn thái độ. Những lời này, hoàn toàn chọc giận Hình Thiên Đan Tôn. Nếu như chuyện hôm nay tình không xử lý sạch sẽ, hắn sau này ở trấn đan hư uy nghiêm lại gác lại ở nơi nào? Hắn hừ lạnh một tiếng, sử dụng một khối trận bàn lóe lên, chữ viết cổ xưa ở phía trên lưu chuyển. Ngay tức thì đan hư tháp chung quanh 6 đạo cột sáng vô căn cứ mà hiện. Linh Nhất Đan Tôn sau lưng Diệp Thần thấy một màn này, con người có sâu đậm rung động. Đây là thái cổ diệt thế trận. Biển cả bình dậy hắn linh phù chi đạo thời điểm từng thông dụng qua. Mặc dù trận bàn kia chẳng qua là không lành lặn bản, có thể phát huy không được thái cổ diệt thế trận trong 1% lực lượng. Nhưng là cho dù trong 1%, cũng không phải Linh Nhất Đan Tôn có thể chống lại à. Hắn lại nhìn về phía Linh Nhất Đan Tôn, sau khi phát hiện người trong mắt xuất hiện một màn nặng nề. Linh Nhất Đan Tôn có thể ra tay giúp hắn đã rất cảm động. Nếu để cho Linh Nhất Đan Tôn bị thương, Diệp Thần trong lòng áy náy à? Đây là hắn và Hình Thiên ân oán giữa, không thể liên lụy người khác. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần tiến lên, chắp tay nói, Linh Nhất Đan Tôn, chuyện này do ta lên, đến lượt do ta kết thúc,
tiền bối hay là để cho ta tới vác đi. Thật bất ngờ, Linh Nhất Đan Tôn chỉ bỏ lại một câu nói tiếng nói, ta Linh Nhất hôm nay cho dù chết, cũng không thể để cho ngươi bị một chút tổn thương. Dứt lời, hắn thân thể xông ra ngoài, nắm trong tay đan đỉnh, trực tiếp ném trên không trung một chuyển. Một giọt máu tươi bước ra, ngón tay nhanh chóng bắt pháp quyết, máu tươi bắn vào đan đỉnh, truyền đến chấn động kịch liệt tiếng. Cuối cùng, một đạo to lớn phù ấn từ trên trời hạ xuống. Hôm nay ta Linh Nhất liền phụng bồi tới cùng. Một tiếng gầm lên, phù ấn ánh sáng ầm ầm bùng nổ. Ở giữa thiên địa, tựa như bị một cổ lực lượng vặn vẹo. Cuồng bạo lực trùng kích, thậm chí để cho Diệp Thần cũng không nhìn được huyết khí dâng trào, hắn nhìn một cái trong ngực tiểu hoàng. Vậy yếu ớt cảm giác càng ngày càng yếu, nhưng là mặt ngoài thân thể lưu chuyển giống như lần trước như nhau tiến hóa ánh sáng. Đám người chung quanh lần nữa rối rít tản ra, cái này nhóm cường giả cuộc chiến, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Hình Thiên Đan Tôn cười nhạt liền liền, trận bàn bên trong lại có thể truyền ra một đạo thương hại thanh âm, đột nhiên, sáu đạo cột sáng bên trong lại trôi lơ lửng ra một đạo núi cao. Núi cao lực chợt hướng Linh Nhất Đan Tôn trên bầu trời đan đỉnh đập tới. Không chút nào nương tay. Hai cổ lực lượng còn chưa đụng chạm, đan đỉnh đó chính là xuất hiện một đạo liệt ngân. Linh Nhất Đan Tôn hơi biến sắc mặt, không do dự nữa, cả người trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, rồi sau đó một giọt, hai giọt máu tươi hung hãn vỗ vào đan đỉnh trên. Đan đỉnh màu đỏ hồng mang lóe lên, vô cùng chói mắt. Sau đó, đan đỉnh bên trong lại sinh ra ước chừng 81 đạo kiếm ý lần lượt thay nhau, như thiên la địa võng vậy từ trên trời hạ xuống. Dường như muốn khép kín núi cao. Hình Thiên Đan Tôn con người híp, nhàn nhạt nói, xem ra nhiều năm như vậy, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, một mực yên lặng ở đan hư tháp không chỉ để cho ngươi đan đạo mạnh hơn, võ đạo lại cũng là như vậy, có ý tứ, nhưng là lực lượng này còn chưa đủ. Ở hắn xem ra, nếu như cái này 81 đạo kiếm ý muốn phá vỡ trận pháp này, đó chính là nói vớ vẩn. Phải không, ngại quá, kịch hay vừa mới bắt đầu. Linh Nhất Đan Tôn không có động tĩnh, trong mắt thoáng qua một đạo tinh quang. Hóa không là có, miễn cưỡng không ngừng. Một tiếng dày, vậy 81 đạo kiếm ý lại chia làm hai, hai phân là bốn. Toàn bộ thương khung tựa như tối xuống. Như thiên thần giáng thế, trực tiếp đánh vào núi cao trên. Mỗi một đạo kiếm ý cũng cực kỳ cường thế. Mỗi một đạo kiếm ý, đều mang khí sơ sát tiêu điều, như tử thần liêm đao. Kiếm khí ngang dọc, chấn áp hết thảy. Đồng thời, Linh Nhất Đan Tôn sắc mặt vậy tái nhợt vậy không thiếu, rất hiển nhiên, vận dụng một chiêu này, hắn cần phải bỏ ra một ít giá phải trả. Dưới mắt không quản được nhiều như vậy. Rào 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 rào. Kiếm biển và bóng tối cắn nuốt núi cao, sáu đạo cột sáng đồng loạt vỡ vụn. Một đạo mây hình nấm giống vậy lực lượng xông thẳng tới chân trời. Hình Thiên Đan Tôn trận bàn tại chỗ vỡ vụn, vô tận lực lượng tựa như sông dài ái mộ. Phốc suy. Hình Thiên Đan Tôn và Linh Nhất Đan Tôn không có dấu hiệu nào bị tức sóng xông lên đánh ở trên mặt đất, lại là rối rít khạc ra một ngụm máu tươi. Rất hiển nhiên, lưỡng bại câu thương. Lực lượng này là ở là quá mức bá đạo. Liền liền những cái kia người vây xem, cũng là người ngưỡng mã phiên. Có chút người tu vi thấp, trực tiếp hóa là xương máu. Bụi mù cuồn cuộn, cao vạn trượng. Làm bụi bặm rơi xuống đất, hết thảy rõ ràng. Hình Thiên Đan Tôn và Linh Nhất Đan Tôn miễn cưỡng chống đỡ thân thể đứng lên. Hai người trong mắt cũng thoáng qua một chút do dự. Hình Thiên Đan Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, gần từng chữ, Linh Nhất, người có thể đảm bảo liền hắn tạm thời, người có thể đảm bảo liền hắn nhất thế. Chức trách của ngươi là thủ hộ cái này đan hư tháp, ngươi không thể nào đi theo thằng nhóc này rời đi trấn đan hư, cùng hắn rời đi, chính là hắn ngày rỗ. Trong mắt hắn, vô cùng điên cuồng. Linh Nhất Đan Tôn không nói gì, đây là hắn nhất là do dự địa phương. Hắn không cách nào rời đi trấn đan hư quá xa, sứ mạng của hắn nhất định phải trói buộc ở chỗ này. Nếu như Diệp Thần phải rời khỏi, Hình Thiên Đan Tôn động thủ làm thế nào? Hình Thiên nhìn thấu Linh Nhất Đan Tôn do dự, con người một chuyển, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Linh Nhất, người hẳn không rõ ràng chuyện này đầu đuôi. Ta thú cưỡi xảy ra chuyện, ta có thể làm không phát sinh.
nhưng là đốt đây hết thảy đạo đường dây nóng chính là sau lưng ngươi tiểu tử và Thôi gia tiểu tử ân oán. Thà ta hai người chúng ta đấu pháp, phá hoại toàn bộ trấn đan hư thăng bằng, không bằng sẽ để cho cái này hai người giải quyết ân oán với nhau. Hình Thiên rất rõ ràng, cái này Linh Nhất Đan Tôn chính là một người điên, dự định và mình lấy mạng đổi mạng. Hắn mặc dù không sợ Linh Nhất Đan Tôn, nhưng là bị thương đối với hắn hao tổn quá lớn. Hắn phải đem tổn thất xuống đến thấp nhất, mà mượn đao giết người không thể nghi ngờ là cao nhất biện pháp. Diệp Thần ở đan đạo thiên phú nhất hơn chính là vượt qua đan hư tháp tầng thứ tư, mà hắn nhưng mà nghe Thôi gia tiểu tử Thôi Thụy Thành, đan đạo thiên phú là tuổi trẻ nhất đại cao nhất, thậm chí bị một vị đại năng bổ nhiệm qua. Hai người so sánh, nếu như dùng đan đạo giải quyết, Thôi gia tiểu tử tất nhiên nghiền ép. Nếu như dùng hai người này ân oán để giải quyết, vậy Linh Nhất Đan Tôn cũng không có xuất thủ quyền lợi. Linh Nhất Đan Tôn con người híp lại, bọn họ ân oán như thế nào giải quyết? Hình Thiên cười lạnh một tiếng, ở trấn đan hư tự nhiên phải lấy trấn đan hư thủ đoạn giải quyết, hai người đồng thời dẫn động đan thần pho tượng, chịu đựng đan thần khảo nghiệm sinh tử. Người thua, chết, người thắng, sinh. Nghe được câu này, đám người đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trấn đan hư trừ đan hư tháp trở ra, phía sau còn có một tòa mộ bia và pho tượng. Cái này mộ bia và pho tượng thậm chí xuất hiện thời gian so đan hư tháp còn phải sớm hơn lên mấy phần. Tương truyền đan hư tháp chính là người này pháp bảo. Vì vậy bị dự là đan thần. Đan thần pho tượng có linh, nếu là có nhiều người đứng ở pho tượng trước, dẫn động trên người đan khí. Sẽ có một người bị pho tượng thừa nhận, hưởng thụ cao nhất cơ duyên. Vậy cũng chỉ có một người. Những người còn lại đều sẽ chết. Thần hồn, thân xác cũng biết mất đi. Tựa như cổ xưa nghi thức cúng tế. Bởi vì quá mức kinh người và nguy hiểm, trăm năm trước, Linh Nhất Đan Tôn và Hình Thiên Đan Tôn chính là dùng thuật pháp phong ấn. Lại nữa mở. Nhưng là bây giờ Hình Thiên Đan Tôn lại muốn lần nữa mở, đây có thể cầm tất cả mọi người dọa sợ. Nhất là Thôi Viên. Thôi Viên toàn thân ướt đẫm, hắn nhưng mà nhất mạch đơn truyền à. Thôi Thụy Thành đã bị thương, nếu như lại đối mặt đan này thần điêu giống như, hẳn phải chết không thể nghi ngờ à. Hắn nơm nớp lo sợ nhìn về phía Hình Thiên Đan Tôn, thanh âm run rẩy nói, Đan Tôn đại nhân, đứa nhỏ đã bị thương, nếu không liền đổi một những phương thức khác. Hình Thiên Đan Tôn con ngươi đông lại một cái, ngươi cảm thấy ngươi có quyền lựa chọn. Ta nhưng mà nghe nói ngươi nhi tử đan đạo thiên phú nghịch thiên, chẳng lẽ ngươi đối với mình nhi tử cứ như vậy không có tự tin? Thôi Viên nhìn một cái Diệp Thần, khổ sở nói, ta đối với con ta đan đạo tự nhiên có tự tin, nhưng mà vậy Diệp Thần võ đạo thực lực rất quỷ dị, nếu như nửa đường đối với nhi tử ta ra tay, vậy ta mà liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hình Thiên Đan Tôn hừ lạnh một tiếng, chuyện này ngươi có thể yên tâm, có ta ở đây, thằng nhóc kia chỉ có thể vận dụng đan đạo khí. Còn như còn lại thủ đoạn đừng hòng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Linh Nhất Đan Tôn, như thế nào? Ngươi có dám đánh cuộc? Linh Nhất Đan Tôn nhìn một cái Diệp Thần, tự nhiên cảm nhận được Diệp Thần trên mình đan đạo khí không hề nồng nặc, thậm chí thật giống như vẫn là phàm căn. Chỉ bất quá cái này phàm căn rất đặc thù, và giống vậy phàm căn có chút khác biệt, cụ thể kém chớ ở đó, hắn cũng không nói lên được. Cố nhiên Diệp Thần và Lâm Thanh Huyền có chút liên lạc, nhưng là đối mặt pho tượng kia hoàn toàn nhìn là đan đạo thiên phú. Thôi ra thằng nhóc kia hắn có nghe thấy. Thậm chí sông đan hư tháp thời điểm hắn còn gặp qua. Thiên phú coi như là trăm năm qua tốt nhất, linh căn lại là hiếm hoi đan linh chi mạch. Một cái phàm căn và một cái đan linh chi mạch tương so, Diệp Thần phải thua, hắn tự nhiên không thể nào đáp ứng. Hắn mới vừa muốn cự tuyệt, sau lưng lại truyền tới một đạo kiên định lại thanh âm lạnh như băng ta đáp ứng. Hình Thiên Đan Tôn khóe miệng phác họa một đạo tà mị nụ cười, gật đầu một cái, không tệ. Thằng nhóc, người bây giờ ngược lại là giống như một người đàn ông. Bỏ mặc kết quả như thế nào, ta cũng sẽ không cử động nữa ngươi. Thôi Viên, đem ngươi nhi tử mang đến, về phần thương thế ta tự nhiên sẽ để cho hắn khôi phục như trước. Thôi Viên liền vội vàng gật đầu, biến mất ở trước mặt mọi người. Linh Nhất Đan Tôn nghe được Diệp Thần đáp ứng, liền vội vàng khuyên nhủ, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, đây cũng không phải là xem thực lực và thủ đoạn. Hoàn toàn là nhìn thiên phú à, còn hy vọng ngươi suy nghĩ thêm mấy phần.
Diệp Thần lắc đầu một cái, không cần cân nhắc, cứ quyết định như vậy. Linh Nhất Đan Tôn mặc dù muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Tại chưa có làm rõ Lâm Thanh Huyền và thân phận của người này trước, hắn còn chưa muốn nhiều lời. 5 phút sau đó, Thôi Viên Chính là mang bị thương Thôi Thụy Thành tới. Làm Thôi Thụy Thành thấy Diệp Thần, trong con ngươi lửa giận hoàn toàn vọt ra. Hắn hận không được hút khô Diệp Thần máu, moi hết Diệp Thần ra. Nhưng là giờ phút này thương thế trên người của hắn quá nặng, căn bản không có biện pháp đối với Diệp Thần ra tay. Thôi Viên vội vàng nói, còn không gặp qua Đan Tôn đại nhân. Thôi Thụy Thành cả kinh, lúc này mới chú ý tới cách đó không xa Hình Thiên Đan Tôn, vừa định quỳ xuống, Hình Thiên Đan Tôn liền giơ giơ ống tay áo nói, quỳ cũng không cần, để cho ta nhìn vết thương của ngươi một chút thế. Dứt lời, Hình Thiên Đan Tôn chỉ điểm một chút ở Thôi Thụy Thành trên ấn đường. Ngay tức thì một đạo thánh khiết ánh sáng bao quanh Thôi Thụy Thành. Thôi Thụy Thành nguyên bản gãy lìa xương lại là đùng đùng phục hồi như cũ, thương thế trên người lại là không ngừng giảm bớt. Sau đó, Hình Thiên Đan Tôn lấy ra một viên đan dược. Đan dược đường vân cực kỳ phong cách cổ xưa, bề ngoài lại là tản ra màu xanh ánh sáng. Đan dược vừa ra, đậm đà đan nhang chính là bao trùm mở. Có người lại là kinh hô, đây là thanh niên phục thể đan. Nghe nói ăn vào một viên, không chỉ có thể tu bổ thương thế, càng có thể tăng tiến tu vi à, đây chính là Côn Lôn hư vô số cường giả vẫn muốn chí bảo à. Thôi Viên và Thôi Thụy Thành nuốt nước miếng một cái, trong mắt nóng bỏng. Ai cũng muốn không muốn Hình Thiên Đan Tôn sẽ là lớn như vậy bút tích. Đây chính là cao nhất cơ duyên à. Nếu như hôm nay, Thôi Thụy Thành thật bị đan thần khẳng định, thậm chí hưởng thụ được cao nhất thần quang, vậy Thôi Thụy Thành sau này tất nhiên sẽ trưởng thành là bá chủ một phương. Thậm chí có thể nói là giống như bọn họ như nhau đan tôn cấp bậc à. Thôi ra muốn lên như diều gặp gió. Trấn áp hết thảy gia tộc. Còn không ăn vào, Hình Thiên Đan Tôn thanh âm lạnh như băng vang lên. Thôi Thụy Thành cái này mới phản ứng được, liền vội vàng gật đầu, phải. Cảm ơn Đan Tôn đại nhân, ta nhất định sẽ không cho Đan Tôn đại nhân mất thể diện. Hình Thiên Đan Tôn con người híp lại, nếu như nói riêng về đan đạo, người có thể có lòng tin thắng được thằng nhóc kia. Thôi Thụy Thành ăn vào thanh niên phục thể đan, trên mình ngay tức thì tràn ra từng đạo màu xanh ánh sáng. Ánh sáng bao trùm hết thảy, tu vi lại là không ngừng leo lên, trên người đan đạo khí vậy càng phát ra đậm đà. Thôi Thụy Thành quả đấm cầm chặt. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, trả lời, Đan Tôn yên tâm, ta một lòng yên lặng đan đạo, phụ tu vũ đạo, võ đạo không địch lại thằng nhóc kia, tự nhiên bị thương, nhưng là nếu bàn về đan đạo, ta có đầy đủ tư cách nghiền ép thằng nhóc kia. Hắn hẳn phải chết. Hình Thiên Đan Tôn rất là hài lòng, hắn có thể cảm nhận được Thôi Thụy Thành đan đạo khí rất là nồng nặc. Loại này đan đạo thiên tài, bại bởi một cái phàm căn, cơ hồ không thể nào. Mà Linh Nhất Đan Tôn thấy một màn này, tự nhiên cũng sẽ không để cho Diệp Thần thua thiệt, hắn lấy ra một viên đỏ thẫm đan dược, đưa cho Diệp Thần, vậy thanh niên phục thể đan cố nhiên chân quý, nhưng là ta viên này xích nguyên phách thể đan cũng không yếu, hắn có thể cường hãn ngươi thân xác và tu bổ ngươi thương thế, thậm chí có thể để cho ngươi đan khí hơn nữa đọng lại, ngươi lại ăn vào. Mọi người thấy viên này màu đỏ đan dược sử dụng, trong mắt cũng là nóng bỏng vô cùng à. Hâm mộ. Hai vị đan tôn không đấu pháp, nhưng là dùng loại thủ đoạn này leo so, nhất được lợi chính là cái này hai người thanh niên à. Chỉ tiếc, trong hai người chỉ có thể sống cái kế tiếp. Đang lúc mọi người hâm mộ bên trong, Diệp Thần nhận lấy đan dược, tò mò nhìn về phía Linh Nhất Đan Tôn, vật này, hẳn không qua người có thể ăn đi. Linh Nhất Đan Tôn ngẩn ra, gật đầu một cái, dĩ nhiên không chỉ có giới hạn người. Có chút sao sao và huyết mạch cường hãn linh thú cũng có thể ăn vào, người hỏi cái này làm gì? Diệp Thần không trả lời, mà là, ở dưới con mắt mọi người, sờ một cái trong ngực Tiểu Hoàng, nhẹ giọng nói Tiểu Hoàng, há miệng, đút ngươi ăn viên kẹo. Diệp Thần rất rõ ràng, Tiểu Hoàng trạng thái bây giờ, so người bất kỳ đều cần đan dược này. Tiểu Hoàng mơ mơ màng màng bên trong, há miệng ra, đan dược ngay tức thì nuốt vào trong đó. Nháy mắt tức thì, đỏ thẫm ánh sáng bao quanh Tiểu Hoàng, nguyên bản đau đớn thêm dữ tợn Tiểu Hoàng, hiển nhiên cảm giác thư thái rất nhiều hơn. Thậm chí truyền tới nhỏ nhẹ thoải mái tiếng.
Giờ khắc này, chung quanh hoàn toàn nổ tung nồi. Tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Cái này mẹ hắn nhưng mà xích nguyên phách thể đan à. Chỉ có cao cấp đan sư, trải qua 49 ngày mới có thể luyện chế tồn tại. Viên thuốc này cần rất nhiều hơn hiếm hoi dược liệu. Người bình thường cũng không có tư cách thấy, càng không cần phải nói ăn. Toàn bộ Côn Lôn hư, phỏng đoán không vượt qua 5 cái. Nhưng chính là như vậy hiếm thấy bảo bối, vậy Diệp Thần lại mình không ăn, nhưng đút cho một cái mèo. Trời à! Tên này là não tàn sao? Phí của trời! Liền liền linh nhất đan tôn cũng là khóe miệng co quắp, có chút không biết làm sao. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, thằng nhóc này thật và Lâm Thanh Huyền có quan hệ. Đây cũng quá ngu độn đi. Ăn vào cái này xích nguyên phách thể đan, chí ít có thể để cho hắn đối mặt đan thần pho tượng, hơn phần thắng mấy phần à. Có thể thằng nhóc này chính là không quý trọng. Lạc Vô Nhai lắc đầu một cái, đối với nữ nhi Lạc Giao thở dài một tiếng, thằng nhóc này nơi nào đều tốt, duy chỉ có quá ngông cuồng, loại cơ duyên này mình không hưởng thụ. Lại vẫn mẹ hắn cho một tên xúc sinh. Ta coi như là phục. Lạc Giao mặc dù cũng không để ý rõ ràng, nhưng vẫn là đứng ở Diệp Thần bên này, giải thích ba, hắn chắc có lý do của hắn. Dám cái lý do, thằng nhóc này chính là lấy là mình bước vào tầng thứ tư đan hư tháp, liền vô địch thiên hạ, hắn căn bản không biết, nếu như dựa theo dưới trạng thái bây giờ thôi Thụy Thành, có thể vượt qua tầng 6 đan hư tháp. Hình Thiên Đan Tôn và Thôi Thụy Thành các người cũng là cười nhạt liền liền, thắng bại, thật ra thì đã rất rõ ràng. Hình Thiên Đan Tôn hướng một cái đi về phía, vừa đi vừa nói, Linh Nhất, chúng ta cầm vậy phía sau phong ấn giải trừ đi. Có vài người tự tìm cái chết, người muốn cứu vậy không cứu lại được. Linh Nhất Đan Tôn không nói gì, yên lặng đi tới đan hư tháp một nơi xó xỉnh. Hai vị Đan Tôn đồng thời bắt pháp quyết, một trường vỗ xuống. Ngay tức thì, thiên diêu địa động. Nguyên bản đất trống, mặt đất lại lõm xuống, dần dần một cái nguyên hình tế đài trực tiếp thăng đi lên. Trên tế đài, có một cái pho tượng và một cái bia đá. Pho tượng là một cái ông già, trán bây giờ lộ ra một cổ đại sư khí chất. Cánh tay nâng lên, là một tòa nhỏ hình cổ tháp. Cổ tháp 10 tầng, và đan hư tháp giống nhau như đúc. Thậm chí chỉ riêng pho tượng. Lại sinh ra một đạo cao nhất uy áp. Thấy pho tượng này, Linh Nhất Đan Tôn và Hình Thiên Đan Tôn tại chỗ quỳ xuống. Đồng thời, tất cả mọi người tại chỗ rối rít quỳ xuống. Chỉ vì là pho tượng kia là đan thần. Nếu không phải quỳ xuống, chính là bất kính. Mọi người ở đây cũng quỳ xuống, duy chỉ có một người không quỳ. Đó chính là Diệp Thần. Không phải Diệp Thần không quỳ. Mà là hắn nghe gặp luân hồi mộ địa lại truyền đến một giọng nói. Người này, không cần quỳ. Hắn quỳ người còn thiếu không nhiều. Diệp Thần thiếu chút nữa một hớp lão máu phun ra, nhưng vẫn làm theo. Luân hồi mộ chủ thì phải có luân hồi mộ chủ ngạo cốt. Diệp Thần giờ phút này quá mức nổi bật, nhất thời vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Kinh ngạc, sợ hãi, tức giận. Hình Thiên Đan Tôn lại là mở miệng nói, Diệp Thần. Ngươi thật là to gan, thấy đan thần lại không quỳ. Ngươi thật cầm mình làm một nhân vật. Linh Nhất Đan Tôn cũng là nhìn lướt qua Diệp Thần, hắn không có nói gì. Chỉ là có chút thương tiếc. Người này tính cách hắn có chút không thích, quá ngông cuồng. Thậm chí liền lòng kính sợ cũng không có. Loại người này, định trước đi không xa lắm. Bây giờ không quỳ đan thần, sợ rằng càng không có được đan thần khẳng định. Không thể nghi ngờ là tìm chết. 5 giây sau đó, mọi người đứng dậy. Hình Thiên Đan Tôn đối với Diệp Thần và Thôi Thụy Thành nói, hai người các ngươi đứng pho tượng trước, nhắm mắt lại, phóng thích trên người đan đạo khí. Diệp Thần và Thôi Thụy Thành tiến lên mấy bước, hai người đồng loạt đứng ở đan thần pho tượng trước. Trên tế đài ngay tức thì phun trào một đạo vòng sáng, đem hai người bọc. Liền tại tất cả người mắt lạnh xem Diệp Thần lúc đó, pho tượng bên trong lại truyền đến một đạo xa xưa thanh âm. Mới vừa rồi, ngươi vì sao không quỳ? Lời nói rơi xuống, một cổ vô tận uy áp bao phủ tới. Mọi người thần sắc hốt hoảng, lần nữa đại biến. Thậm chí, bọn họ lần nữa quỳ xuống. Tuyệt đối không nghĩ tới đan thần pho tượng lại có thể hiển linh. Cố nhiên vô tận uy áp, nhưng là không ảnh hưởng được Diệp Thần chút nào. Chỉ cần tiểu hoàng tồn tại một ngày,
không người nào có thể dùng uy áp nại hà Diệp Thần. Diệp Thần ngẩng đầu lên, con ngươi kiên định, gằn từng chữ, ta vì sao phải quỳ ngươi, ta Diệp Thần chỉ quỳ phụ mẫu, thiên địa đều không thể để cho ta cong đầu gối, người ta không quen biết, tự nhiên không quỳ. Thái độ vô cùng khẳng định. Pho tượng hừ lạnh một tiếng, liền nói, nhắm mắt, phóng thích đan đạo khí. Lời nói không có bất kỳ nhiệt độ và chập chờn, nhưng là tất cả mọi người đều cảm giác được một chút tức giận. Sâu đậm tức giận. Thôi Thụy Thành đầu tiên là nhắm mắt lại, đan khí phóng thích. Pho tượng bên cạnh bia đá lại sinh ra một đạo ánh sáng chói mắt. Đồng thời, trên tấm bia đá lại xuất hiện một nhóm số, con số càng ngày càng cao. Cho đến ổn định ở 617 mới hoàn toàn dừng lại. Linh Nhất Đan Tôn thấy cái này một nhóm số, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Chỉ số chính là đại biểu đan đạo khí, cũng có thể trực quan đại biểu đan đạo thiên phú. Trăm năm trước, cũng chính là lần trước biểu hiện con số, còn chỉ là 524. Mà bây giờ Thôi Thụy Thành nhưng là cao ước chừng 100. Đủ để chứng minh thiên phú nghịch thiên. Không lâu lắm, Thôi Thụy Thành mở mắt ra, khi thấy trên bia đá con số, khóe miệng phác họa nụ cười tự tin. Hắn lại là làm bộ làm tịch đối với đan thần pho tượng chắp tay nói, khổ cực đan thần. Đan thần pho tượng không để ý đến Thôi Thụy Thành, mà là nhìn về phía Diệp Thần, không nhịn được giọng vang lên, đến ngươi. Diệp Thần không có bất kỳ nói nhảm, nhắm mắt lại, phóng thích trên người đan đạo khí. Nhưng là, không có bất kỳ ánh sáng. Trên tấm bia đá càng không có bất kỳ con số. Hết thảy cũng thay đổi quá an tĩnh. Mấy giây sau đó, kết quả vẫn như cũ. Không có gì cả. Giống như, không bị khẳng định. Thôi Thụy Thành thấy một màn này, mở miệng cười to nói, Diệp Thần, ngươi lại liền chỉ số cũng không có. Thật là buồn cười. Xem ra ngươi cái này phàm căn phế vật, đan đạo trên cũng không bị khẳng định à. Ha ha. Hình Thiên Đan Tôn thấy một màn này, tâm tình rất tốt, quay đầu, càng đối với Linh Nhất Đan Tôn nói, xem ra kết quả đã rất rõ ràng, đan thần cơn giận, ngươi chẳng lẽ còn muốn cứu thằng nhóc này? Buồn cười. Linh Nhất Đan Tôn không nói gì, nếu như Diệp Thần thật bị đan thần pho tượng xóa đi hết thảy. Vậy hắn cũng không thể nói gì. Đây cũng là Diệp Thần số mệnh. Vô số cặp mắt chỉ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Thần, châm chọc. Tựa như hết thảy đã sớm thành định cục. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng là cảm giác được tiến vào một nơi đặc thù không gian. Cực kỳ vi diệu. Trận pháp, mình lại bất chi bất giác tiến vào trận pháp. Chung quanh đều là xưa nay chữ viết. Mỗi một cái chữ viết, đều là một đạo cao nhất đan phương. Đột nhiên, một đạo mãi mãi thanh âm tại không gian trên vang khắp, ngươi liền đối đan đạo thành kính và lòng kính sợ cũng không có, phóng thích đan đạo khí thì như thế nào? Sự tồn tại của ngươi chỉ sẽ để cho đan đạo đi về phía đường rẽ. Đã như vậy, ta không giết ngươi, nhưng là ta phải đem thần hồn của ngươi vĩnh cửu phong ấn nơi này. Để cho ngươi cảm thụ vô tận vô cùng sốt ruột và cô độc. Đây cũng là đối với ngươi trừng phạt. Diệp Thần không có bất kỳ hốt hoảng, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn một phương hướng, nhàn nhạt nói, xin lỗi, không phải ta không quý ngươi. Mà là, ngươi không có tư cách. Như phải lại, cũng là ngươi quỳ ta, biết chưa? Nghe được câu này, cả thế giới an tĩnh mấy phần. Sau đó, một tiếng giày vang khắp, tự tìm cái chết. Đang lúc mọi người ánh mắt dưới, vậy bầu trời chữ viết lại bay xuống. Vô số chữ viết tựa hồ muốn nện ở Diệp Thần trên thân hình. Diệp Thần không có động tĩnh. Ánh mắt lạnh như băng. Nếu luân hồi mộ địa thanh âm để cho hắn không quỳ, tự nhiên có lý do của hắn. Hắn chỉ cần lựa chọn tin tưởng. Ngay tại chữ viết tràn đầy cuồng bạo lực muốn chạm được Diệp Thần trên người thời điểm, đá màu đen trực tiếp bay ra. Uốn lượn ở Diệp Thần đỉnh đầu. Một cổ vắng lặng ý nhất thời lan ra. Một giây kế tiếp, cái không gian này vô số chữ viết lại bị đá màu đen hút vào luân hồi mộ địa. Đồng thời, một đạo thân ảnh càng bị lực lượng vô hình kéo ra ngoài. Chính là pho tượng người. Pho tượng người hiển nhiên không nghĩ tới mình sẽ bị cưỡng ép kéo ra ngoài, ánh mắt có chút nghiêm túc. Đứng ở Diệp Thần trước người, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần đỉnh đầu đá màu đen, kinh hô, đây là vật gì? Nói cho ta,
Diệp Thần từ luân hồi mộ địa cầm ra một cái ghế, thản nhiên như thường ngồi xuống. Ta khi trước nói rồi, người không có tư cách để cho ta quỳ, càng không có tư cách biết tảng đá kia bí mật. Pho tượng kia người nghe được câu này, mặc dù không biết đá màu đen lai lịch, nhưng là ở hắn xây dựng trong không gian, hắn chính là nắm giữ, tự nhiên không sợ hết thảy. Hắn còn người lạnh như băng, gần từng chữ, cho tới bây giờ không người nào dám nói với ta như vậy nói, ngươi là cái đầu tiên, cũng sẽ là cái cuối cùng. Dứt lời, hắn bước ra một bước, toàn bộ không gian năng lượng ngay tức thì hóa là một đạo kinh khủng trường ấn. Từ trên trời hạ xuống. Nếu như vỗ vào Diệp Thần trên mình, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vốn muốn cho ngươi hưởng thụ bóng tối vô tận, bây giờ nhìn lại, ta thay đổi chú ý, ta muốn ngươi thần hồn chịu đựng vô tận thống khổ. Cái này thống khổ, đủ để cho ngươi hối hận ngươi làm nơi là. Đây cũng là thượng cổ đại năng cơn giận, một mình ngươi chính là phàm căn người, không cách nào chịu đựng. Ngay tại kinh khủng trưởng ấn mang vô tận uy áp phải chiếm đoạt Diệp Thần thời điểm, Diệp Thần như cũ không nhúc nhích. Ngược lại mở miệng nói, ngươi là thượng cổ đại năng. Vậy ngươi có thể biết ta đứng phía sau 100 vị thượng cổ đại năng. Lời nói lạnh như băng rơi xuống, pho tượng kia người ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, đá màu đen ngay tức thì thả ra vô tận năng lượng. Khoảnh khắc gian, toàn bộ không gian xuất hiện vết rách. Dường như muốn sụp đổ. Đồng thời, một đạo vắng lặng ý cùng với đỏ thẫm ánh sáng cuộn sạch mở. Đang ăn khách quang biến mất, 100 tọa mộ bia đồng loạt hiện lên. Cái này không gian lại trực tiếp bị luân hồi mộ địa hấp thu. Kinh khủng kia trưởng ấn cũng là bỗng nhiên biến mất, phảng phất từ không tồn tại qua. Mà vậy mộ bia người nhìn xa lạ hết thảy, có chút thất thần. Làm hắn chú ý tới chung quanh 100 tọa mộ bia, nguyên bản ngạo nghễ thần sắc lại xuất hiện một tia khủng hoảng. Hắn tròng mắt trợn to, tia máu lại là bao trùm con ngươi. Cái này, điều này sao có thể? Hắn lại cảm giác được rõ rệt mỗi một tòa mộ bia đều có cực kỳ nồng đậm thượng cổ ý. Giống như, mỗi một tòa mộ bia bên trong cũng thừa tái một vị thượng cổ đại năng. Hắn tới từ thượng cổ, nhưng là cùng mộ bia bên trong người so sánh, chính là con kiến hôi à. Bước vào luân hồi mộ địa, còn không quỳ xuống. Mạc Ngưng Nhi trôi giạt xuất hiện, trên cao nhìn xuống nhìn pho tượng người, trong mắt đều là khinh thường. Đồng thời, Lâm Thanh Huyền bóng người cũng là hiển lộ ra. Pho tượng người khi thấy Lâm Thanh Huyền, trong mắt trợn to. Một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Hắn muốn khóc, đây rốt cuộc là địa phương nào? Lại có 100 vị đại năng. Trước mặt hai người này khủng bố, đối với hắn mà nói chính là ác mộng, càng không cần phải nói còn dư lại mộ bia. Mấu chốt Lâm Thanh Huyền hắn biết à, duy nhất một xông vào tầng 9 tồn tại. Thậm chí cách 10 tầng đan hư tháp, chỉ có một bước xa à. Hắn sợ hãi, hắn khiếp sợ. Diệp Thần thấy pho tượng kia người lại có thể nhanh như vậy liền quỳ xuống, diễn cảm có chút hồ nghi. Không phải nghe nói người này là nắm trong tay đan hư tháp pháp bảo người sao? Như thế yếu. Lâm Thanh Huyền tựa hồ phát giác Diệp Thần nghi ngờ, nhìn một cái quỳ xuống người, nhàn nhạt nói, đan hư tháp nhưng mà lên cổ linh bảo, người bình thường có cái gì tư cách nắm trong tay? Mà tên này, chẳng qua là thời kỳ thượng cổ đem đan hư tháp để xuống nơi này người mà thôi. Nếu quả thật phải nói thân phận, hẳn chẳng qua là người làm mà thôi. Bất quá người này cũng là thông minh, lấy cái đó không có chứng cứ quy củ, quang minh chánh đại hấp thu người khác đan đạo khí, thậm chí liền thần hồn và thân xác vậy không buông tha, hấp thu dù sao cũng năm, hắn tu vi vậy không ngừng tăng lên, thật đúng là đánh một bộ tốt tính toán. Đây cũng là luân hồi mộ địa để cho ngươi không quỳ nguyên nhân. Loại này tiểu nhân, có cái gì tư cách để cho luân hồi mộ chủ quỳ xuống? Đồ nhi, nhớ, từ ngươi thành là luân hồi mộ chủ một khắc đó trở đi, thiên đạo cũng không có tư cách để cho ngươi quỳ xuống. Ngươi không chỉ đại biểu chính ngươi, càng đại biểu chúng ta 100 người tôn nghiêm. Diệp Thần bừng tỉnh, gật đầu một cái, sư phụ, ngươi yên tâm, ta tính cách đã là như vậy, thiên vương lão tử tới cũng giống vậy. Lâm Thanh Huyền khẽ ừ một tiếng. Sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm pho tượng người, mở miệng nói, nên làm như thế nào, ngươi hẳn rất rõ ràng đi, đem ngươi ngàn năm hấp thu đồ, cùng với trên mình ngươi năng lượng toàn bộ phóng thích nơi này đi. Ta chỉ nói một lần,
ngươi nếu không đáp ứng cũng có thể, vậy ta tự mình động thủ. Đến lúc đó ngươi có thể sẽ chịu đựng cao nhất thống khổ. Ngươi tự lựa chọn. Vậy quỳ pho tượng chi sắc mặt người vô cùng khó khăn xem. Hắn ngàn không nên vạn không nên chính là cầm thằng nhóc này đưa vào hắn không gian. Bây giờ ngàn năm khí vận và cơ duyên toàn bộ muốn trôi theo dòng nước. Thậm chí liền mình đều không cách nào bảo vệ tánh mạng. Đại nhân, có thể hay không tha ta một mạng, để cho ta sống tạm hậu thế. Lâm Thanh Huyền nghe được câu này, một phất ống tay áo, từ ngươi để cho luân hồi mộ chủ quỳ xuống một khắc đó trở đi, vận mệnh ngươi cũng đã kết thúc, huống chi, ngươi đã biết điều bí mật này, ngươi hẳn phải chết. Nói xong, Lâm Thanh Huyền ống tay áo bên trong lại bay ra lục đạo ánh sáng màu bạc. Chính là Lâm Thanh Huyền trên người chân khí ngưng tụ khí kim. Khí kim không chút lưu tình rơi vào người kia trên mình, ngay tức thì, người nọ ở kinh hãi bên trong, thân thể vỡ ra. Bất quá không có xương máu, mà là cực kỳ thuần túy linh khí. Thậm chí liền Diệp Thần cũng là cảm giác bây giờ luân hồi mộ địa linh khí quá nồng đậm. Vượt xa ngoại giới hết thảy. Đồng thời, gần trăm tọa mộ bia đồng loạt chấn động lên. Chấn động cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng, trăm đạo quang mang lóe lên. Sư phụ, đây là... chấm, Diệp Thần kinh hô thành tiếng. Lâm Thanh Huyền ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong đó một tòa mộ bia. Vậy mộ bia trước đã nứt ra mấy phần, mà bây giờ, hoàn toàn bị một đạo ánh sáng màu vàng bao trùm. Trạng thái này, Diệp Thần quá quen thuộc, chính là có thể dẫn động. Đồng thời, vậy mộ bia tả hữu hai tọa, ánh sáng cũng là khá là chói mắt. Nhưng là khoảng cách dẫn động chỉ có một bước xa. Lâm Thanh Huyền mở miệng nói, vậy ba tòa mộ bia ngươi có thể thấy được. Hấp thu vậy trên người năng lượng, trong đó một tòa mộ bia ngươi đã có thể dẫn động, còn như còn dư lại hai tòa còn cần thời cơ. Chấn đan hư vậy coi là không có tới uổng. Còn nữa, đến bây giờ, người biểu hiện ra ngoài liền ta ý liệu, người trưởng thành cũng nên hướng người từ từ vạch trần cái bí mật kia. Có một số việc, chờ ngươi đi ra ngoài sau này hỏi một chút Linh Nguyên đi, hắn hẳn có thể nói cho ngươi một ít thứ. Ngươi có thể lòng tin đối mặt. Diệp Thần thân thể run rẩy, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn còn là nặng nề gật đầu một cái, quả đấm cầm chặt, được. Sư phụ, ta nhất định không phụ lòng các ngươi. Lâm Thanh Huyền cánh tay vung lên, chúng ta tin tưởng ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi rõ ràng một câu nói. Đây là một cái người mạnh là vua thế giới, tánh mạng con người là vật không đáng tiền nhất. Ngươi có đủ thực lực, có thể hủy đi hết thảy. Cái thế giới này là lạnh lùng. Không có một tia nhiệt độ. Ngươi như muốn bảo vệ bên cạnh ngươi ấm áp, chỉ có thực lực. Đối với những cái kia muốn người giết ngươi, ngươi muốn không chút lưu tình cầm lên kiếm trong tay, bảo vệ trong lòng thiên đường. Đây cũng là tại sao ta cho phép ngươi đi sát đạo con đường này. Còn nữa, ngươi như muốn chống lại luân hồi mộ địa sau lưng cái thế lực đó, nhớ ba chữ, thú, long, ma. Dứt lời, toàn bộ luân hồi mộ địa lần nữa chấn động kịch liệt. Diệp Thần thần hồn cũng bị rung đi ra ngoài, trở về đến thực tế bên trong. Rất hiển nhiên, Lâm Thanh Huyền nói tiếng nói, phá vỡ một ít bí mật. Diệp Thần cảm nhận được đan hư tháp vùng lân cận huyên náo thanh âm. Cười nhạt, châm chọc, khinh thường. Hắn không có quá thời gian dài đi để ý tới, mà là tỉ mỉ thưởng thức ba chữ kia. Thú, long, ma. Cái này thú hẳn là hung thú hoặc là yêu thú ý nghĩa. Chẳng lẽ đại biểu tiểu hoàng? Còn như long, chắc là huyết long. Luân hồi mộ địa đại năng rất nhiều lần nhấn mạnh huyết long giá trị, dẫu sao huyết long từ vừa mới bắt đầu chính là hắn uẩn dục. Và hắn thân thể hoàn mỹ phù hợp. Nếu là có một ngày huyết long hóa là trăm trượng, lại là thành là thật thế chấp. Đó chính là hắn Diệp Thần gọi tôn lúc. Sau cùng ma lại là ý gì? Chẳng lẽ là hóa ma? Vẫn là nói tìm một tôn ma vương. Diệp Thần suy nghĩ mãi không xong. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần mở mắt. Thôi Thụy Thành cười lạnh nói, thằng nhóc, ngươi thua. Phỏng đoán muốn không được bao lâu, ngươi cũng sẽ bị đan thần xóa đi thần hồn và thân xác, ha ha. Diệp Thần trong mắt rất là bình thản, nhìn lướt qua vậy pho tượng, nhàn nhạt nói, còn đan thần, chẳng qua là một con kiến hôi, hủy đi chính là. Một giây kế tiếp, ở mọi người ánh mắt dưới. Diệp Thần cánh tay quấn vòng quanh vô tận sấm sét,
một chưởng đánh vào pho tượng trên. Thấy Diệp Thần như vậy cử chỉ điên cuồng, tất cả mọi người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong mắt trợn to, cái này Diệp Thần là điên rồi phải không, như vậy đại nghịch bất đạo cử động. Đây chính là đan thần pho tượng à, đừng nói không thể nào phá hủy, cử động này nhất định tại chỗ bỏ mình. Liền liền linh nhất đan tôn trong mắt cũng là kinh hoàng, lớn tiếng nói, không muốn. Nhưng mà Diệp Thần đã một chưởng rơi xuống. Pho tượng người cũng phá hủy, pho tượng kia đã sớm mất đi linh tính. Làm sao không thể hủy? Rắc rắc, một tiếng, pho tượng ngay tức thì chia năm xẻ bảy, thần lôi bọc, tựa như lưới sét quấn quanh. Bỗng nhiên co rúc lại, pho tượng ngay tức thì hóa là bột, tiêu tán ở giữa thiên địa. Giờ khắc này, nhiệt độ tựa như xuống đến cực thấp, đám người ngừng thở. Bọn họ không dám tin tưởng à. Trấn đan hư tín ngưỡng, cái gọi là đan thần, lại chỉ như vậy bị hủy đi. Điều này sao có thể? Còn chưa cùng mọi người kịp phản ứng, Diệp Thần trên mình lại ầm ầm bộc phát ra vô tận đan đạo khí. Đan này đạo khí quá nồng đậm. Đậm đà đến Diệp Thần tựa như chính là một tôn đan thần. Đồng thời, vậy bia đá lại là bắt đầu tách ra sáng lên, ánh sáng quá chói mắt. Tựa như nửa đêm cũng có thể đổi là ban ngày. Mà một con số đang điên cuồng tăng tốc. Đầu tiên là 1.000, cuối cùng lại trực tiếp tăng đến 10.000. Vượt qua xa Thôi Thụy Thành 617 không biết nhiều ít. Mấu chốt con số còn chưa dừng lại. Tăng trưởng tốc độ thậm chí liền bia đá cũng chịu đựng không ở. Oanh, một tiếng, bia đá nổ bể ra. Vô số đá vụn tựa như đồ sắc bén xuyên thấu chung quanh hết thảy. Thôi Thụy Thành sắc mặt sợ hãi. Hắn muốn chạy, Diệp Thần thanh âm lạnh như băng nhưng là từ sau lưng hắn vang lên, nguyện thua cuộc, còn muốn đi. Thôi Thụy Thành thân thể cứng ngắc, hắn xoay người, khi thấy Diệp Thần lúc đó, nhưng phát hiện một thanh trường kiếm đã ở trên cổ hắn nhẹ nhàng lướt qua. Kiếm quang chiếm đoạt hết thảy. Sau đó, hắn phát hiện hắn thân thể tựa như mất đi chi giác, hắn muốn che cổ, nhưng là cuối cùng vẫn là ngã xuống vũng máu bên trong. Thụy Thành, Thôi Viên gặp mình nhi tử chết, tựa như người điên vậy. Sử dụng một chuôi dài súng, hướng Diệp Thần đi. Hắn muốn Diệp Thần chết, thậm chí muốn Diệp Thần bên người tất cả mọi người đều chết. Nhưng là Thôi Viên còn chưa động thủ, Lạc Vô Nhai nhưng là cầm kiếm đi tới Thôi Viên trước người. Không có dấu hiệu nào, Lạc Vô Nhai phóng thích toàn lực, thậm chí lấy máu tươi để ý. Trường kiếm trực tiếp xuyên thấu Thôi Viên ngực. Thôi Viên nhìn xuyên thấu thân thể trường kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Vô Nhai, kinh ngạc nói, ngươi tại sao phải giết ta? Lạc Vô Nhai trong mắt lạnh như băng, động Diệp tiên sinh, chính là ta Lạc Vô Nhai kẻ địch. Và Linh Nhất Đan Tôn vậy thái độ. Lạc Vô Nhai rất rõ ràng, nếu như bây giờ mình lại không bày tỏ thái độ, cùng Diệp Thần lớn lên, cũng chưa có tư cách. Bất luận trả giá cao gì, hắn đều phải bước lên Diệp Thần cái này bánh xe lớn. Hình Thiên Đan Tôn thấy Thôi ra hai người ở mình trước mặt bỏ mình, sắc mặt rất khó xem. Hắn trong mắt thoáng qua một tia âm ngoan, mới vừa muốn động thủ, Linh Nhất Đan Tôn chính là đứng trước người của hắn, nhàn nhạt nói, Hình Thiên, ngươi không biết không chơi nổi chứ. Người ta nếu như đều nặng tổn thương, ai theo thua thiệt một ít. Nghe được câu này, Hình Thiên Đan Tôn hừ lạnh một tiếng, nguyện thua cuộc. Nhưng là chuyện hôm nay, không kết thúc dễ dàng như vậy. Tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong, Hình Thiên Đan Tôn chính là biến mất ở Linh Nhất trước mặt. Có chút chật vật, Linh Nhất Đan Tôn nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó, chế trụ nội tâm khiếp sợ, đối với Diệp Thần nói, ta có lời muốn nói với ngươi, có thể hay không đi đan hư tháp tụ họp một chút. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, gật đầu một cái, được. Lạc Vô Nhai đưa mắt nhìn Diệp Thần và Linh Nhất Đan Tôn rời đi. Hắn vốn lấy vì mình cử động có thể để cho Diệp Thần hơn xem mấy phần. Chí ít cũng sẽ đối với mình gật đầu mấy phần. Nhưng là Diệp Thần cuối cùng không có nhìn tới hắn một lần. Vừa nghĩ tới hắn Lạc gia gia chủ lại như vậy bực bội, hắn không khỏi cảm thấy có chút nhức đầu. Nhưng là dưới mắt, hắn không thể không xem sắc mặt của đối phương. Lạc Giao đi tới Lạc Vô Nhai bên người, mất mát nói, ba, chúng ta trở về đi thôi. Lạc Vô Nhai nghĩ tới điều gì, vội vàng nhìn về phía Lạc Giao, kiên định nói, Giao Nhi, chúng ta liền ở bên ngoài các loại,
cùng Diệp tiên sinh đi ra. Lạc Giao diễn cảm rất là cổ quái. Ba, ta hiểu Diệp tiên sinh, hắn là một cái chậm nóng người, người như vậy tỏ thái độ là không có ích lợi gì. Khởi liệu, Lạc Vô Nhai nhưng là con người híp, nhàn nhạt nói, chuyện này ta tự nhiên biết, ta chưa từng xa cầu qua mình có thể phối hợp Diệp tiên sinh, cũng may, ta Lạc Vô Nhai còn sinh một con gái tốt. Giao Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi đối với cái này Diệp tiên sinh nhưng có hảo cảm, ngươi nói thật với ta. Nghe được vấn đề này, Lạc Giao gương mặt ngay tức thì đỏ ửng, thậm chí cúi đầu, không biết nên nói cái gì. Trước đây biết Diệp tiên sinh, nàng chỉ bất quá coi trọng hắn thiên phú luyện đan, vẻn vẹn chỉ là thưởng thức. Nhưng là bây giờ, chứng kiến phát sinh trước mắt những chuyện này, hỏi dò có cái nào cô gái không thích giống như Diệp tiên sinh loại này kỳ tài khoáng thế. Diệp tiên sinh thậm chí vì cứu mình, không tiếc cầm mình đưa lên tuyệt lộ. Nhưng mà coi như nàng ái mộ Diệp tiên sinh, lấy Diệp tiên sinh hôm nay thân phận, sẽ để ý nàng. Lạc Vô Nhai xem con gái dáng vẻ, thành tựu phụ thân, trong lòng đã có câu trả lời. Nữ nhi chỉ sợ là lõm sâu trong đó. Nếu như chuyện này có thể thành, có lẽ đối với Lạc Gia mà nói là một phần thiên đại cơ duyên. Hắn do dự mấy giây, mở miệng nói, Giao Nhi, chuyện tình cảm tình, là cha không hiểu, nhưng là cha biết, nếu như ngươi không tranh thủ, có thể sẽ hối hận cả đời, chúng ta ở nơi này cùng Diệp tiên sinh đi ra đi. Ừ, lần này Lạc Giao không có phản bác, như nước trong mắt ngưng mắt nhìn yên lặng đan hư tháp cửa. Đan hư tháp tầng thứ nhất, linh nhất đan tôn chỗ tu luyện. Chỉ có hai người nhìn nhau, chính là Diệp thần và linh nhất đan tôn. Còn như Phương Lão và Lão Dương, linh nhất đan tôn chính là để cho bọn họ bưng chút nước trà và điểm tâm tới. Thời khắc này linh nhất đan tôn có chút khẩn trương, muốn nói lại thôi. Đây là đang hắn cái này cấp bậc chưa bao giờ xuất hiện qua trạng thái. Diệp thần nhìn lướt qua linh nhất đan tôn, dẫn đầu mở miệng trước, ngươi chính là linh nguyên. Linh nhất đan tôn chợt gật đầu, đúng vậy, linh nguyên trong lòng có một nơi nghi ngờ, danh tự này chỉ có một người biết, không biết ngài và vị kia. Lời còn chưa nói hết, Diệp thần liền ngắt lời nói, ngươi nói hẳn là Lâm Thanh Huyền chứ. Hắn là ta sư phụ. Nghe được Lâm Thanh Huyền cái này ba chữ, linh nhất đan tôn đầu óc trống rỗng. Tựa như nổ bể ra. Trước mặt thanh niên căn cốt bất quá tới tuổi 20. Lâm tiền bối lại là hắn sư phụ. Vậy thì chứng minh Lâm Thanh Huyền nhất định còn sống. Vậy trận trong truyền thuyết thượng cổ sau đại chiến, Lâm Thanh Huyền thần bí mất tích, Côn Lôn hư tất cả mọi người đều cho rằng những cường giả kia chết. Bây giờ nhìn lại, căn bản không phải. Không chỉ còn sống, còn có năng lực thu học trò. Hắn có thể không kích động sao? Một tiếng. Để cho Diệp thần khiếp sợ là, linh nhất đan tôn lại quỳ xuống. Bởi vì bàn về bối phận, Diệp thần xa xa cao hơn hắn. Hắn chẳng qua là một cái bị linh nhất đan tôn chỉ điểm tiểu tử, không có bất kỳ danh phận. Mà Diệp thần nhưng là thật học trò, thân phận xa xa cao hơn hắn à. Nhưng vào lúc này, Phương Lão bưng nước trà, Lão Dương bưng một ít điểm tâm lặng lẽ xuất hiện ở cửa. Khi thấy một màn trước mắt, hoàn toàn kinh bạo bọn họ con ngươi. Lách cách, nước trà trực tiếp rơi trên mặt đất, tại chỗ vỡ vụn. Về điểm kia lòng cũng giống như vậy, tất cả đều nghiêng ngã xuống đất. Phương Lão và Lão Dương uyển như hóa đá, ngây người như phỗng. Bọn họ biết Diệp thần thân phận đặc thù, nhưng căn bản không biết đặc thù đến để cho linh nhất đan tôn thứ đại nhân vật này quỳ xuống à. Trời à! Bọn họ đi theo linh nhất đan tôn bên người không biết nhiều ít năm, chưa từng thấy qua linh nhất đan tôn quỳ xuống à. Mấu chốt đối phương vẫn là một cái như này tu vi người tuổi trẻ. Liền phản hư cảnh cũng chưa tới à. Lão Dương lại là có chút run sợ trong lòng, dẫu sao hắn ban đầu nhưng mà mắng Diệp thần không thiếu. Thái độ cũng không tốt à. Linh nhất đan tôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn được cửa hai người, hừ lạnh một tiếng, hai cái phế vật. Liền loại chuyện nhỏ này cũng không xử lý tốt, thật lấy là ta không dám giết các ngươi. Lần này, Lão Dương và Phương Lão vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Diệp thần đối với hai người coi như có chút hảo cảm, dẫu sao ở linh nhất đan tôn xuất hiện trước, hai người liều chết chống cự. Vì vậy, hắn liền nói cũng không cần làm khó cái này hai người, bọn họ cũng là không lòng. Linh nhất đan tôn gật đầu một cái, còn không cảm ơn Diệp tiên sinh.
Phải. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Phương Lão và Lão Dương không dám thở mạnh. Linh Nhất Đan Tôn cũng không muốn hai người tiếp tục quấy rầy, nói thẳng, còn không lui xuống, không cho phép lại bước vào nơi đây nửa bước. Nếu không, ta liền đem các người vĩnh cửu đuổi ra khỏi Đan Hư Tháp. Dứt lời, một cổ gió lớn cuốn lên, đem hai người mang ra ngoài. Một giây kế tiếp, cửa đá đóng lại, hoàn toàn đóng chặt. Linh Nhất Đan Tôn quay đầu kích động nhìn Diệp Thần nói. Diệp tiên sinh, ta muốn biết Lâm tiền bối tung tích, hắn bây giờ nơi ở nơi nào. Ta thành tựu bây giờ đều là bởi vì hắn nơi được, ta bảo vệ cái này Đan Hư Tháp cũng là bởi vì là Lâm tiền bối sứ mạng, xin Diệp tiên sinh cho ta một người còn ân cơ hội. Nếu như Lâm Thanh Huyền trạng thái không tệ, hắn ngược lại là không ngại để cho Lâm Thanh Huyền và người này gặp một lần. Nhưng là bây giờ Lâm Thanh Huyền năng lượng không nhiều, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể đi ra. Hắn trực tiếp cự tuyệt nói, sư phụ đã dạo chơi, hắn vô câu vô thúc thói quen, điều tâm nguyện này sợ rằng không thể thỏa mãn ngươi. Linh Nhất Đan Tôn có chút thất lạc, nhưng vẫn là nói, cũng đúng, vậy trên trận cổ sau đại chiến, Lâm tiền bối sợ rằng rất mệt mỏi, cũng không quá nguyện ý bị loại chuyện nhỏ này quấy rầy, làm sao có thể gặp ta đâu. Là ta không nên hỏi nhiều, xin Diệp tiên sinh tha thứ. Diệp Thần một mực nghe được Linh Nhất Đan Tôn nhắc tới thượng cổ tràng đại chiến kia, rất hiển nhiên, Lâm Thanh Huyền muốn hắn hiểu luân hồi mộ địa sau lưng đồ, nhất định và trận đại chiến này có liên quan. Chính là bởi vì trận đại chiến này sau đó, vô số cường giả mới biến mất. Có thể nói, đây là mồi dẫn hỏa. Không do dự nữa, Diệp Thần nói thẳng, Linh Nhất Đan Tôn, ta vẫn đối với thượng cổ cuộc chiến rất là tò mò, có thể hay không cho biết ta một ít. Nghe được Diệp Thần cũng không biết chàng đại chiến kia, Linh Nhất Đan Tôn nghi ngờ mấy giây, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng, lấy Diệp Thần tuổi tác, nếu như Lâm Thanh Huyền không nói, vậy hắn tự nhiên không có tư cách đụng chạm. Hắn hơi sắp xếp lời nói một chút, liền nói, liên quan tới thượng cổ đại chiến, ta biết cũng không hơn, nhưng là dẫn động cái này thượng cổ đại chiến tồn tại, sớm thì không phải là bí mật gì, chính là huyết linh tộc. Liên quan tới huyết linh tộc. Côn Lôn Hư tương quan văn hiến vô cùng thiếu, năm đó Lâm Thanh Huyền sau khi biến mất, ta liền vận dụng hết thảy thủ đoạn đi tìm. Tiếc nuối là, từ đầu đến cuối không có điều tra ra đồ hữu dụng, bất quá nhiều năm như vậy, ta vẫn là nắm giữ một ít thứ. Vừa nói, Linh Nhất Đan Tôn chính là sử dụng một mặt hư hại lệnh bài. Lệnh bài cực kỳ cổ quái, phía trên vẽ một cái huyết linh hình vẽ. Cực kỳ lạnh người. Chỉ riêng một mắt. Liền có thể cảm giác được bên trong hàm chứa tà ác lực, tựa như có thể nuốt cắn người thần hồn. Diệp tiên sinh, vật này chính là huyết linh tộc cường giả vật lưu lại, huyết linh tộc cũng không phải là Côn Lôn Hư thế lực, nhưng là ở thời đại thượng cổ, bọn họ đã từng hạ xuống nơi này, thủ đoạn cực kỳ khủng bố, vẫy tay bây giờ, liền có thể trấn áp vô số cường giả. Nếu như không phải là Côn Lôn Hư rất nhiều cường giả liên thủ, sợ rằng toàn bộ Côn Lôn Hư cũng sinh linh đổ thán. Hóa thành hư vô. Bọn họ có thể hấp thu người tu luyện khí huyết trên người cho mình dùng, cơ hồ đứng ở chỗ bất bại. Diệp tiên sinh, người có biết, Côn Lôn Hư 3.000 vị thời đại thượng cổ cường giả, đều không địch huyết linh tộc 3 người à? Sau đó, căn cứ ta điều tra, thời đại thượng cổ một nhóm cao cấp cường giả, bao gồm Lâm tiền bối ở bên trong, toàn bộ biến mất, chính là đi tìm huyết linh tộc, dẫu sao nếu như không hoàn toàn chặt đứt uy hiếp. Hoa Hạ thậm chí còn Côn Lôn Hư, cũng sẽ phải chịu chết uy hiếp. Nhưng là, như thế nhiều cao cấp cường giả bước lên vậy phiến không biết chi địa, cũng chỉ có một người trở về, người nó tên là Hàn Mây, là Côn Lôn Hư thượng cổ gia tộc Hàn gia mạnh nhất thiên tài, đế tôn cảnh tầng 8. Hắn trọng thương trước, nhưng mà vẫy tay liền có thể phá ra núi cao và sông dài tồn tại à. Chính là loại này tồn tại. Lại bị một cái huyết linh tộc ông già mang tới bị Côn Lôn Hư vô số người tu luyện dự là thiên đường vạn bia đài. Một chỉ điểm ra, ngay trước vô số Côn Lôn Hư gia tộc và tông môn, sống hành hạ. Cơ hồ chết. Mọi người chúng ta tức giận, phản kháng, nhưng là căn bản không có dùng à. Lão kia người quá mạnh mẽ, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Mây chịu đựng vậy mọi thứ thống khổ. Hàn gia phái cường giả can dự, nhưng là bị lão kia người tại chỗ chém chết. Hàn gia làm sao phản kháng, chỉ biết tạo thành thương vong nhiều hơn. Diệp Thần nghe đến chỗ này, trong lòng rung động tột đỉnh. Siêu phàm cảnh,
nhập thánh cảnh, thánh vương cảnh, phản hư cảnh, hư vương cảnh, đạo nguyên cảnh, đế tôn cảnh cùng. Hắn bây giờ chẳng qua là thánh vương cảnh tầng thứ ba. Có thể miễn cưỡng đạt tới phản hư cảnh thực lực, mượn lá bài tẩy, hắn có lẽ có thể chiến đánh một trận hư vương cảnh tiền kỳ cường giả. Nhưng là đạo nguyên cảnh và đế tôn cảnh là hắn căn bản không dám nghĩ cảnh giới à. Càng về sau, một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch liền có thể hao phí người tu luyện trăm năm thậm chí còn ngàn năm. Đế tôn cảnh tầng 8, cơ hồ là thiên thần giống vậy tồn tại, thậm chí có thể nói là côn lôn hư chí cao người, lại vẫn trọng thương. Vậy người xuất thủ rốt cuộc là thực lực gì à? Linh nhất đan tôn hoặc giả là nhớ tới những thứ này chuyện cũ, trong lòng tức giận cảm giác bùng nổ, quả đấm cầm chặt, nổi gân xanh. Đây là khuất nhục, đối với Hoa Hạ và côn lôn hư khuất nhục. Diệp tiên sinh, đến đây sau đó, lão kia người chính là rời đi, Hàn Mây không có chết, lão kia người đem Hàn Mây không chịu nổi thân thể bỏ lại vạn bia đài, hơn nữa lưu lại một câu nói, một đám hèn mọn con kiến hôi mà thôi, nhất hèn hạ chủng tộc, ở ta huyết linh tộc trong mắt, các ngươi chỉ có thể thành là chúng ta đồ chơi. Buông tha vùng vẫy, hưởng thụ các ngươi con kiến hôi nên hưởng thụ thống khổ. Như lại dám phản kháng, người này chính là kết quả của các ngươi. Còn như những người còn lại, bọn họ vĩnh viễn không về được, cũng không có tư cách trở về. Nhớ, sau này mỗi trăm năm, các ngươi phải chuẩn bị tốt 100 vị đế tôn cảnh cường giả. Là chúng ta hưởng dụng và hành hạ. Diệp thần tức giận trong lòng cảm giác tràn ngập toàn thân. Vì sao là hèn hạ chủng tộc? Vì sao là hèn mọn con kiến hôi? Vì sao là người khác đồ chơi? Vì sao là huyết linh nô lệ? Cái này huyết linh tộc lại có cái gì tư cách xem mạng người như cỏ rác? Coi thường quy tắc, loại này cảm giác vô lực, chỉ trích không phải thời đại thượng cổ người tu luyện, mà là bao hàm tất cả mọi người. Bao gồm hắn Diệp Thần. Hắn Diệp Thần trên mình chảy máu, hắn thành tựu Hoa Hạ và côn lôn hư một thành viên, vẫn là niềm kiêu ngạo của hắn. Quyết không cho phép bị như vậy làm nhục. Diệp Thần quanh thân bao quanh cường đại sát khí, vô tận tức giận tựa như cắn nuốt hắn, trong mắt hắn máu đỏ. Ấn đường tựa như xuất hiện một đạo ánh sáng màu đen. Là ma quang. Chung quanh khí ép bỗng nhiên ngưng tụ, để cho người nghẹt thở. Đồng thời, Diệp Thần trong cơ thể huyết long dường như muốn lao ra, gầm thét long ngâm cực kỳ tức giận. Không chỉ như vậy, bị Diệp Thần để ở một bên tiểu hoàng cũng là phát giác cái gì, dị đồng mở ra. Màu đỏ trong mắt tránh tốc trước cực kỳ lạnh như băng quang. Nhưng là rất nhanh lại nhắm lại, tựa như rơi vào ngủ say. Linh nhất đan tôn cảm giác được không đúng, làm nhìn về phía Diệp Thần, con người cực kỳ sợ hãi. Lại là nhẹ giọng nói, thật là mạnh sát khí, làm sao còn có nhập ma nghiêng về. Lâm tiền bối học trò hẳn hoàn toàn bước lên thần y chi đạo, đây chính là nhân gian tránh đạo ý, vì sao bây giờ sẽ có bước vào ma đạo khuynh hướng. Cả nhà khí ép càng ngày càng thấp. Liền liền linh nhất đan tôn cũng có chút không chịu nổi. Hắn không nghĩ ra vì sao loại này lực lượng sẽ bùng nổ ở một người thanh niên trên. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một người. Chỉ bất quá cái ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn bỏ ra. Hắn không thể lại để cho Diệp Thần như vậy đi xuống, nếu như Diệp Thần thật nhập ma, hắn lại nên lựa chọn như thế nào. Không do dự nữa, tay hắn chỉ bắt pháp quyết. Chỉ điểm một chút ở Diệp Thần ấn đường. Ánh sáng màu vàng quấn quanh, ngay tại kim quang muốn bao trùm Diệp Thần mi tâm ma khí lúc đó, một cổ cực mạnh trở ngại tấn công tới. Nháy mắt tức thì, kim quang vỡ vụn, mà linh nhất đan tôn thân thể cũng là hướng phía sau lui lại mấy bước, huyết khí dâng trào. Một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun ra. Làm sao có thể? Linh nhất đan tôn diễn cảm tựa như gặp quỷ. Hắn phát hiện mình lực lượng lại không cách nào đem vậy sát khí trói buộc. Cũng may Diệp Thần vậy dần dần khôi phục thanh minh, hắn nhìn về phía Linh Nhất Đan Tôn, tựa như không biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra, hỏi tiếp, Linh Nhất Đan Tôn, ở đó thượng cổ sau đại chiến, vậy huyết linh tộc ông già thật mỗi trăm năm qua một lần, mang đi đế tôn cảnh cường giả làm nô lệ. Linh Nhất Đan Tôn uống một viên đan dược, chế trụ nội tâm khiếp sợ, gật đầu nói, quả thật. Mỗi trăm năm ông cụ kia cũng sẽ xuất hiện, cái này trăm đế tôn cảnh cường giả lớn hơn do cao cấp tông môn, thế lực và gia tộc chuyển vận, mỗi một tông môn cũng nhất định có số người, không dám nghịch lại, một khi thiếu một vị, tông môn sẽ gặp diệt,
Côn Lôn Hư và Hoa Hạ cũng không có cần thiết tồn tại. Đế tôn cảnh cường giả đối với Côn Lôn Hư mà nói quá chân quý, nhưng là không thể không cống hiến cho huyết linh tộc, cái này cũng đưa đến Côn Lôn Hư võ đạo một mực trước không vào được. Thậm chí càng về sau, những cái kia Côn Lôn Hư cao cấp cường giả không thể không dùng đan dược và tất cả loại thủ đoạn cưỡng ép tăng lên mình đệ tử là đế tôn cảnh. Chỉ là tự vệ, đối với những cái kia đứng ở Côn Lôn Hư tột đỉnh người mà nói, không có lựa chọn. Bất quá theo thời gian trôi qua, điều bí mật này chỉ có một số ít người biết, vì không tạo thành khủng hoảng, tất cả mọi người đều yên lặng coi giữ thượng cổ bí mật. Thậm chí còn những cái kia trăm vị đế tôn cảnh cường giả bị mang lúc đi, vậy dương dương tự đắc lấy là bọn họ đem bước lên cao nhất đại đạo, nhưng không biết đây chẳng qua là ác mộng bắt đầu mà thôi. Diệp Thần con người híp lại, tiếp tục nói, khoảng cách lần kế huyết linh tộc người xuất hiện, còn có nhiều ít năm. Mấy chục năm. Giờ khắc này, Linh Nhất Đan Tôn diễn cảm ngược lại có chút thất lạc, nhàn nhạt nói, trong khoảng cách một lần đã mau trăm năm, nếu như ta không đoán sai, để lại cho Côn Lôn Hư tất cả đại tông môn và thế lực thời gian nhất hơn một năm rưỡi. Cũng không biết những thế lực kia và tông môn chuẩn bị thế nào, sợ rằng Côn Lôn Hư lại phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Diệp Thần nghe được một năm rưỡi, lòng cũng ngừng đập một giây. Để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. Cái đó huyết linh tộc ông già chính là luân hồi mộ địa trăm vị đại năng mấu chốt. Chỉ bất quá nếu Côn Lôn Hư những cái kia đại năng cũng xảy ra chuyện, vì sao luân hồi mộ địa loại này nghịch thiên vật còn biết tồn tại? Lại là tụ tập trăm vị đại năng thần niệm lực. Chẳng lẽ sau đó lại chuyện gì xảy ra? Linh Nhất Đan Tôn tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, Diệp Thiên Sinh, thật ra thì trừ đi vậy trăm năm ước hẹn, huyết linh tộc ông già còn xuất hiện qua một lần. Một lần kia là bởi vì là trời hàng bia đá, tấm bia đá này hạ xuống Côn Lôn Hư Diệp gia. Tựa hồ vậy huyết linh tộc ông già đi qua một chuyến Diệp gia, còn như chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Có người suy đoán cái này vực ngoại bia đá và huyết linh tộc có liên quan. Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo nụ cười thần bí, hết thảy cũng liên hệ. Đá màu đen liền là tới từ Diệp gia khối kia trên trời hạ xuống bia đá. Còn như ông cụ kia đi Diệp gia làm cái gì, sợ rằng chỉ có tự mình đi một chuyến Diệp gia. Gia gia nãi nãi chết, liền cùng lá mỗi gia chủ có liên quan. Đến lúc đó nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Đúng rồi, Linh Nhất Đan Tôn, vậy Hàn Mây nếu không có chết, vì sao không nếm thử từ trên người hắn rõ ràng thượng cổ đại chiến sự việc? Diệp Thần mở miệng nói. Dẫu sao so với Diệp gia, Hàn Mây không thể nghi ngờ là thân lịch hết thảy tồn tại. Lâm Thanh Huyền đám người bản thể cuối cùng đi nơi nào, Hàn Mây tuyệt đối biết. Linh Nhất Đan Tôn thở dài một hơi, đứng ở một nơi thạch đài trước, mở miệng nói, Hàn Vân bị lão kia người đả thương sau đó, mặc dù lấy được tốt nhất bác sĩ cứu chữa, thậm chí ta và mấy vị đan sư còn liên hiệp là hắn luyện đan qua, thân thể khôi phục kém không nhiều, nhưng là chẳng biết tại sao, cái đó hăm hở cường giả không có ở đây, hắn thay đổi không cùng người câu thông, thậm chí tánh tình đại biến. Hết mấy cũng muốn hỏi một ít chuyện cường giả đều bị hắn làm tổn thương. Sau đó, Hàn gia bất đắc dĩ cầm Hàn Mây vĩnh cửu nhốt ở cấm địa, hơn nữa Hàn gia vậy loãng ra ở Côn Lôn Hư rất nhiều thế lực tầm mắt bên trong, bất kỳ gia tộc cao cấp hội nghị, bọn họ cũng không tham dự. Diệp Thiên Sinh, nếu như ngươi muốn biết sau lưng chân chính sự việc, tìm Hàn Mây căn bản không có dùng, Hàn gia cũng sẽ không để cho ngươi gặp hắn. Diệp Thần có chút nhức đầu, thật không có biện pháp. Linh Nhất Đan Tôn suy tư mấy giây, vẫn là nói, biện pháp vậy không phải là không có, Hàn gia và Côn Lôn Hư Mạc gia là xui gia, những năm này Hàn gia duy vừa có động tĩnh thời điểm, chính là Mạc gia một vị tiểu nữ đám cưới, nếu như Diệp Tiên Sinh muốn gặp được Hàn Mây, thông qua Mạc gia là phương thức tốt nhất, chẳng qua là vậy Mạc gia muốn gặp, vậy không như vậy dễ dàng. Diệp Thần nghe được Mạc gia, con người ngược lại vui mừng. Hắn và Mạc gia có liên lạc à? Mạc Ngưng Nhi không phải là Mạc gia người. Vừa vặn, hắn thiếu Mạc Ngưng Nhi một cái ân huệ, nói muốn đi một chuyến Mạc gia. Có Mạc Ngưng Nhi ở đây, hắn và Mạc gia đặt mối quan hệ liền dễ dàng hơn. Lại trò chuyện một ít chuyện tình, Diệp Thần biết từ Linh Nhất Đan Tôn trong miệng vậy bộ không xảy ra cái gì bảo, cũng không dự định qua dừng lại lâu, nói thẳng, Linh Nhất Đan Tôn, sư phụ để cho ta chú ý huyết linh tộc sự việc, bất kể như thế nào. Hàn Mây ta là nhất định phải gặp, còn như Mạc gia,
ta có biện pháp. Linh Nhất Đan Tôn diễn cảm có chút cổ quái, hắn nhưng mà biết Mạc Gia thái độ, cái này Diệp Thần lại còn muốn đi Mạc Gia. Nếu như nói Diệp Thần phải đi gặp Côn Lôn Hư người của Diệp Gia, hắn có thể còn tin mấy phần, dẫu sao Diệp Thần có thể và vậy Diệp Gia có chút quan hệ. Nhưng là Mạc Gia có thể không giống nhau, gia chủ đương thời nhưng mà nổi danh thúi nóng này, chỉ bằng Diệp Thần tới tuổi 20 căn cốt cùng với thực lực, làm sao gặp. Bất quá nếu Diệp Thần tâm ý đã quyết, hắn vậy không thể quấy nhiễu, mặc cho Diệp Thần rời đi. Diệp Thần vốn dự định lập tức lên đường, nhưng là nghe được Lâm Thanh Huyền thanh âm ở vang lên bên tai, đồ nhi, đi Mạc Gia không gấp, nếu đi tới nơi này đan hư tháp, liền đem còn dư lại tháp vậy cùng nhau xông vào, cũng để cho vi sư xem ngươi đan trên đường thiên phú, thuận tiện tiếp theo truyền thụ ngươi cao nhất y đạo thuật pháp. Diệp Thần nghe được câu này, lúc này mới nhớ tới, đan hư tháp, hắn xông vào tầng thứ tư thời điểm, liền bị Hình Thiên Đan Tôn cho phá hoại. Nếu đã tới, đan hư tháp cũng không thể gác lại. Diệp Thần đi thẳng tới tầng thứ tư hồ, bởi vì quen việc dễ làm, phá vỡ không có hoa quá nhiều thời gian. Hồ dưới là một tòa đáy nước đan trận, tầng này khảo nghiệm ở chỗ, luyện đan đối với thế nước bả khống. Sau đó, Diệp Thần trực tiếp bước lên tầng thứ năm. Tầng thứ năm nấc thang, hiển nhiên có chút cố hết sức, tiểu hoàng lại thuộc về trạng thái ngủ say, không cách nào chống cự uy áp, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, Côn Lôn Hư một nơi cắm thẳng vào Vân Tiêu đỉnh núi. Đỉnh núi linh khí vần quanh, dõi mắt toàn bộ Côn Lôn Hư cũng coi là một nơi tu luyện yếu địa. Đỉnh núi chi đỉnh, là một nơi khí thế khoáng đạt tông môn chi địa. Thiên Lam Tông, Côn Lôn Hư 10 đại đỉnh cấp tông môn một trong. Hạng thứ 10, mặc dù ở cao cấp tông môn hạng chót hết, nhưng là dõi mắt toàn bộ Côn Lôn Hư, vậy đủ để nghiền ép phần lớn thế lực. Hơn nữa, Thiên Lam Tông bởi vì có Thiên Chi Kiều nữ Kỳ Tư Thanh tồn tại, mơ hồ có hướng thứ 9 tên vô hạn đến gần có thể. Thiên Lam Tông chỗ sâu nhất, một nơi đơn độc phòng tu luyện. Kỳ Lâm đứng ở cửa đi qua đi lại, trong tay bưng một phần cơm, nàng gõ cửa một cái, mở miệng nói tỷ, người thật không dự định ăn ít thứ. Bên trong không có ai trả lời. Kỳ Lâm lại nói tỷ, ta biết ngươi là đang lo lắng cho Diệp Thần, ta mới vừa rồi hướng người nghe, Diệp Thần căn bản không có sự việc, ngươi không cần lo lắng, nói thế nào đi nữa cũng muốn ăn cơm à, nếu không tu luyện thế nào. Kỳ Lâm có chút nhức đầu, từ tỷ tỷ bị Kha trưởng lão cưỡng ép mang về, một mực cửa đóng chặt, ai cũng không gặp. Nàng không dám cầm chuyện ngày đó nói nhiều, dẫu sao hai tháng không tới thời điểm. Diệp Thần thì phải và Kính Nước Tiên Sinh ở quảng trường Thiên Tuyệt sống chết đánh một trận. Nếu như tỷ tỷ biết, vậy thì càng không cách nào tu luyện. Kha trưởng lão lại là truyền lệnh xuống, người bất kỳ cũng không thể đối Kỳ Tư Thanh nhắc tới chuyện này, nếu không, đuổi ra khỏi Thiên Lam Tông. Ngay tại Kỳ Lâm phiền não lúc đó, một cái ăn mặc sang trọng hoa lệ cẩm y cô gái xuất hiện ở Kỳ Lâm bên người. Cô gái nhìn như chỉ có chừng 40 tuổi, mặt mũi dáng đẹp, khí chất giống nhau. Vậy đan mắt phượng nhưng là lộ ra một cổ cao nhất uy áp. Thấy người phụ nữ này, Kỳ Lâm hiển nhiên khẩn trương lên, vội vàng cung kính nói, sư phụ. Kỳ Lâm nhưng mà biết người phụ nữ này thực lực, sống ước chừng ngàn năm dài, thực lực thông thiên. Lại là Thiên Lam Tông cao nhất nắm giữ à? Thiên Lam Tông tông chủ gật đầu một cái, nhận lấy Kỳ Lâm trong tay thức ăn, nhàn nhạt nói, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện này giao cho ta xử lý. Kỳ Lâm tự nhiên không thể nào cự tuyệt, gật đầu nói, sư phụ. Sau đó, Thiên Lam Tông tông chủ một cái tay nhẹ nhàng đè ở trên cửa, Kỳ Tư Thanh thi triển thuật pháp ngay tức thì bị phá. Cửa mở ra. Đang tu luyện Kỳ Tư Thanh ngay tức thì mở mắt ra, băng hàn ánh sáng lóe lên. Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vung lên, trên bàn một thanh kiếm liền bay ra ngoài. Mắt xem thì phải chạm được Thiên Lam Tông tông chủ, người sau nhưng là lắc đầu một cái, không có bất kỳ động tác, trường kiếm trực tiếp đánh văng ra, cắm vào vách tường trên, không ngừng lay động. Tư Thanh, người đây cũng là tội gì? Người hết thảy, đều là ta cho ngươi liền nguyện ý vì một cái phàm căn người, và ta bất hòa. Kỳ Tư Thanh hàn mâu nhìn lướt qua Thiên Lam Tông tông chủ, mở miệng nói, sư phụ, người nói qua cho ta hết thảy quyền hạn, không quấy nhiễu chuyện ta. Vì sao phải để cho Kha trưởng lão ngăn cản ta cứu Diệp Thần?
Thiên Lam Tông thành tựu cao cấp tông môn một trong, lúc nào luân lạc tới phải sợ một cái kính nước tiên sinh. Thiên Lam Tông tông chủ khẽ mỉm cười, đem thức ăn đặt lên bàn, đồ nhi, ngươi suy nghĩ nhiều, kính nước tên kia, ta Thiên Lam Tông tự nhiên không sợ, nhưng là ngươi có bao giờ nghĩ tới đắc tội kính nước sau đó sẽ phát sinh cái gì? Ta Thiên Lam Tông tất nhiên có rất nhiều hơn phiền toái, cái này sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện. Đây không phải là trọng yếu nhất chính là, vạn nhất ngươi bị thương làm thế nào, ngươi nhưng mà ta Thiên Lam Tông hy vọng duy nhất. Ngươi nếu như xảy ra chuyện, một năm kia nửa sau đó, ta Thiên Lam Tông đem từ đây không có ở đây. Giờ khắc này, Thiên Lam Tông tông chủ ngược lại là thay đổi cực kỳ nặng nề. Kỷ Tư Thanh nghe được nghiêm túc như vậy nói tiếng nói, ngược lại là hóa giải mấy phần, sau đó, nàng tò mò nhìn về phía Thiên Lam Tông tông chủ, hỏi, sư phụ, ngài một mực muốn ta qua sang năm cuối năm tu luyện tới đế tôn cảnh rốt cuộc là vì cái gì? Ta không thích nhanh như vậy trưởng thành, như vậy căn cơ bất ổn. Còn nữa, sang năm rốt cuộc muốn ta đi làm cái gì? Chẳng lẽ là đại biểu tông môn tham gia cái gì thi đấu? Thiên Lam Tông tông chủ trong mắt thoáng qua một tia nặng nề và phức tạp, sau đó cười một tiếng, một năm rưỡi sau đó, ngươi gặp mặt đối với một cái thiên đại cơ duyên, nếu như ngươi bước vào đế tôn cảnh, không chỉ có thể cứu chúng ta Thiên Lam Tông, cũng có thể bước lên cao nhất võ đạo, chờ ngươi đạt tới thực lực này, ngươi muốn phải bảo vệ Diệp Thần, ai dám nói không? Coi như kính nước tiên sinh thì như thế nào? Ngươi yên tâm, sư phụ sẽ không hại ngươi, chỉ sẽ bảo hộ ngươi. Còn như dưới mắt, ngươi không cần để ý vậy Diệp Thần chính là phàm căn, sau này sẽ không có quá lớn thành tựu, hắn và ngươi chênh lệch quá xa, ngươi hẳn hơn và một ít ngày mới trao đổi, dẫu sao ngươi mục tiêu là vậy phiến tinh thần biển khơi, mà không phải là một đống bờ sông đá. Đối với sư phụ cầm Diệp Thần tỉ dụ thành bờ sông đá, Kỷ Tư Thanh có chút không vui, vội vàng phản bác, sư phụ, ngươi chẳng lẽ không biết Côn Lôn hư thiên tài thi đấu lên, Diệp Thần chém giết Thanh Loan Tông trưởng lão, lại là bước lên thang trời. Đây cũng không phải là giống vậy bờ sông đá có thể đạt tới. Thiên Lam Tông tông chủ nhìn Kỷ Tư Thanh như vậy bảo vệ Diệp Thần, sắc mặt kéo xuống, ngươi cảm thấy một người thực lực đột nhiên mạnh mẽ là chuyện tốt. Hắn chỉ bất quá nhập thánh cảnh, lại càng cấp giết người, này chỉ có thể thuyết minh một chuyện. Thằng nhóc này vận dụng bí pháp, căn cơ cực kỳ không yên. Người này ta gặp quá nhiều, hẳn bất ngờ nuốt một ít đan dược, chỉ là xính tạm thời nhanh, sau này sẽ không có quá đại thành tựu, dùng loại này hạng thấp kém thủ đoạn, tương đương với phá hủy mình. Tốt lắm, đừng đề ra thằng nhóc kia, ăn cơm đi. Ở ngươi không bước vào đế tôn cảnh trước, ta sẽ không đồng ý ngươi và thằng nhóc kia lui tới. Nếu như ngày nào ngươi thật bước vào đế tôn cảnh, tông chủ vị giao cho ngươi. Toàn bộ Côn Lôn hư cũng không người nào dám động thằng nhóc kia. Kỷ Tư Thanh cũng không muốn sẽ cùng sư phụ nói thêm cái gì, nàng trong lòng đã có mục tiêu, nghiêm túc gật đầu một cái. Bất kể như thế nào, nàng phải tăng nhanh tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đế tôn cảnh. Thiên Lam Tông tông chủ lại bỏ lại một ít đan dược cao cấp, trực tiếp rời đi. Làm cửa lớn đóng, nàng diễn cảm nhưng là thay đổi. Lẩm bẩm nói, Tư Thanh, có một số việc trách không được vi sư cũng không phải là muốn lợi dụng ngươi, chẳng qua là huyết linh tộc trưởng lão buông xuống, chúng ta Thiên Lam Tông phải giao ra hai vị đế tôn cảnh cường giả. Vi sư không có tư cách đại biểu trời Lam Tông đi, cũng chỉ có ngươi và vị kia. Đây có lẽ là thiên đạo đối với Côn Luân chúng ta giả trừng phạt, ai, cũng không biết lúc nào là một đầu. Không lâu lắm, Kha trưởng lão đi tới Thiên Lam Tông tông chủ trước người. Tông chủ, người tìm ta, Kha trưởng lão cung kính nói. Thiên Lam Tông tông chủ gật đầu một cái, nhìn một cái Kỷ Tư Thanh phòng tu luyện, hỏi, người hẳn tiếp xúc qua Diệp Thần thằng nhóc kia, người cảm thấy hắn và kính nước cuộc chiến, mấy phần chắc chắn có thể thắng. Kha trưởng lão cười lạnh một tiếng, tông chủ, thằng nhóc kia không thể nào thắng, chút nào không thể nào. Thằng nhóc kia mặc dù thực lực chợt cao chợt thấp, để cho người không đoán ra, có thể nếu như nói riêng về thực lực. Hắn căn bản không phải kính nước đối thủ. Duy nhất nghi ngờ chính là thằng nhóc kia chẳng biết tại sao lại có thể và đan hư tháp lạc ra liên hệ quan hệ, đến nay tung tích không rõ. Thiên Lam Tông tông chủ con ngươi híp lại, suy tư mấy giây, phân phó nói, ngươi đi một chuyến trấn đan hư, thằng nhóc này tồn tại cuối cùng đối với Tư Thanh mà nói là một ảnh hưởng, 2 tháng thời gian quá lâu, bây giờ Tư Thanh phải lắng đọng xuống,
nghiêm túc tu luyện. Nếu như ngươi vừa vặn đụng gặp thằng nhóc kia, bỏ mặc ngươi dùng biện pháp gì, ta cũng không hy vọng Tư Thanh gặp lại hắn, ta ý nghĩa, ngươi hẳn hiểu chưa? Nếu như không thấy được, vậy chỉ có thể nói mạng hắn tốt, sẽ để cho hắn sống lâu 2 tháng đi. Kha trưởng lão tự nhiên biết tông chủ ý nghĩa, gật đầu một cái, tông chủ yên tâm, chuyện này ta một làm theo yêu cầu thật xinh đẹp. Lời nói vừa dứt hạ, cách đó không xa một bức tường sau lưng lại truyền tới một hồi động tĩnh. Hai người con ngươi co rúm một cái, ngay tức thì lạnh như băng. Đồng loạt đi tới động tĩnh truyền tới chỗ. Nhưng là kia còn có cái gì bóng người, tại chỗ chỉ có một túi sờ nách khoai cùng với một cái trận pháp. Thiên Lam Tông tông chủ đột nhiên nghĩ đến cái gì, thầm nói, không tốt, là Kỳ Lâm vậy nha đầu. Trên người nàng có pháp bảo, có thể ẩn núp hơi thở, bây giờ hẳn mượn trận pháp rời đi. Lập tức phong tỏa Thiên Lam Tông và Kỳ gia, đem cái này nha đầu mang đến. Nàng thật ra thì trong lòng thật ra thì có chút vui mừng, cũng may Kỳ Lâm chỉ nghe được liên quan tới các nàng đối phó Diệp Thần nói tiếng nói, nếu như bị nàng biết huyết linh tộc sự việc, sợ rằng vậy thì không phải là mang tới, mà là trực tiếp xóa đi. Kha trưởng lão gật đầu một cái, thân thể nhanh chóng hướng một phương hướng lao đi. Mà giờ khắc này Kỳ Lâm sớm rời đi Thiên Lam Tông. Nàng cưỡi một đầu thú cưỡi, nhanh chóng hướng Trấn Đan hư phương hướng đi. Kỳ gia và Thiên Lam Tông nàng là không đi được, muốn cho chị mật báo tin tức cũng không khả năng. Duy nhất phương thức chính là đi Trấn Đan hư tìm Diệp Thần. Mà giờ khắc này Diệp Thần đã tới tầng thứ 7 Đan hư tháp. Đây cơ hồ là hắn cực hạn. Đặt ở Trấn Đan hư vậy đủ ngạo thị hết thảy luyện đan thiên tài. Hắn toàn thân ướt đẫm, thân thể cũng là đang kịch liệt run rẩy, lảo đảo muốn rơi xuống. Nếu như tầng thứ 7 chân thực không xông qua, hắn có lẽ vứt bỏ. Nhưng mà đến tầng thứ 7, hắn phát hiện trừ một tôn đan đỉnh ra, không có người nào. Ngay tại hắn nghi ngờ lúc đó, hắn túi đá màu đen trực tiếp bay ra. Đồng thời, một cái thân ảnh già nua trôi lơ lửng ở đan đỉnh trên. Chính là Lâm Thanh Huyền. Sư phụ, tại sao là ngươi? Diệp Thần kinh ngạc nói. Lâm Thanh Huyền con ngươi híp lại, nhàn nhạt nói, năm đó ta xông qua tầng thứ 9, khoảng cách tầng thứ 11 bước xa, chẳng lẽ cũng chưa có tư cách đi ra khảo nghiệm ngươi? Diệp Thần gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, sư phụ, ngươi cho ta mở ra cái cửa sau được, nếu không. Ngươi dẫn ta trực tiếp đi tầng thứ 9. Lâm Thanh Huyền bước ra một bước, đi tới Diệp Thần trước người, trách cứ, loại ý nghĩ này cũng không thể có. Đan hư tháp vốn là pháp bảo, ngươi có thể dựa vào tự mình tới đến tầng thứ 7, vậy chứng minh ngươi thiên phú, phải biết, vi sư ở ngươi cái tuổi này, có thể còn không có tư cách bước vào tầng thứ 7. Cái này tầng thứ 7 hẳn là cực hạn của ngươi, không cần lại bước vào. Hôm nay vi sư đi ra, là hướng ngươi từ biệt. Trên người ta năng lượng không đủ để chống đỡ ta cùng ngươi đi xuống. Cái này đan hư tháp năng lượng có thể lớn nhất hạn độ để cho ta ở bên ngoài ở lâu một ít thời gian, ta vừa vặn có thể đem một ít thứ dạy cho ngươi, hoàn thành ta sứ mạng. Nguyên bản còn treo nụ cười Diệp Thần ngay tức thì biến sắc. Hắn chưa từng nghĩ qua, xa nhau tới nhanh như vậy. Đoạn này thời gian, hắn đã sớm thói quen Lâm Thanh Huyền tồn tại. Nếu quả thật phải nói đã xuất hiện đại năng ở hắn trong lòng địa vị. Lâm Thanh Huyền tuyệt đối có thể xếp trước 3. Hắn hốc mắt ửng đỏ, thật chịu đủ rồi cái này luân hồi mộ địa xa nhau thời khắc. Vì sao những thứ này đại năng lại không thể một mực bồi bạn hắn? Tại sao? Lâm Thanh Huyền nhìn thấu Diệp Thần trong mắt không thôi, cười một tiếng, một cái người đàn ông như vậy dáng vẻ, thật đúng là giống như một phụ nữ, vi sư cũng không muốn một cái phụ nữ học trò. Người ta cũng không phải là sẽ không còn gặp lại được. Cùng ngươi đi chỗ đó, đem chúng ta 100 người cứu ra, còn biết tạm biệt. Luân hồi mộ địa có quy củ, ta không thể tiết lộ quá hơn, chỉ có thể do ngươi một chút xíu thăm dò, nếu không chỉ sẽ ảnh hưởng ngươi đạo tâm. Bất quá để cho vi sư vui mừng là, ngươi đã từ linh nguyên trên mình, chạm tới cái đó thượng cổ bí mật, dựa theo điều này đường đi xuống, nói không chừng ngươi thật sẽ là chúng ta 100 người xoay mình. Vi sư và những người khác thật rất mong đợi ngày hôm đó gặp nhau. Sợ rằng đến lúc đó ngươi đã trưởng thành là cao cấp cường giả đi. Một đường đến đây, vi sư nhất hối hận chính là thu ngươi tên đồ đệ này, may mắn nhất cũng có ngươi như vậy học trò.
Lời nói bây giờ Lâm Thanh Huyền lại thanh âm run rẩy mấy phần. Tốt lắm, kiểu cách nói cũng không nói nhiều, sau cùng xa nhau, vi sư đưa ba người đạo lễ vật. Lâm Thanh Huyền bước ra một bước, tiếp tục nói, đồ nhi, đem cây ngân châm kia lấy ra. Diệp thần chế trụ nội tâm bi thương, đem vậy linh thần khí ngưng tụ ngân châm lấy ra. Lâm Thanh Huyền năm ngón tay nắm chặt, ngân châm ngay tức thì bay đến lòng bàn tay của hắn. Ngón tay bắt pháp quyết, vô tận uy áp lực ngay tức thì chui vào ngân châm bên trong. Đồ nhi, ngân châm có linh, là y đạo thông thần chịu đựng, nó trị được bệnh, có thể giết người. Vì sao là y đạo, chính là cùng Diêm Vương cướp mệnh. Đảm bảo không người đáng chết, đoạt đáng chết mệnh lệnh. Hôm nay, ta đem ta một đạo lực lượng chịu đựng trong đó, ngày khác nếu như ngươi chân thực không cách nào đối mặt kình địch, liền đọc lên đoạn văn này tiếng nói. Đến lúc đó ta thần niệm là ngân châm trên, giúp ngươi chém chết chúng sanh. Bởi vì hạn chế, đạo nguyên cảnh tầng 5 dưới, cũng có thể chém chết. Đây là một. Lâm Thanh Huyền thân thể ngay tức thì yếu ớt mấy phần, sau đó ngân châm bị một đạo màu xanh ánh sáng bọc. Vững vàng rơi vào Diệp thần lòng bàn tay. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt một cổ thượng cổ ý đang từ bên trong không ngừng truyền tới. Còn chưa cùng Diệp thần phản ứng. Lâm Thanh Huyền hướng về phía hư không một chảo, trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi màu xanh dài súng. Vi sư truyền cho ngươi một đạo súng kỹ, mặc dù ngươi là một vị kiếm tu, nhưng là đừng quên, thương thuật nhưng mà rất nhiều hơn thượng cổ đại năng tất tu chương trình học, đây cũng là ngươi chỗ yếu nhất, cái này bắn súng tên là phá thiên tam tuyệt súng. Coi trọng. Dứt lời, Lâm Thanh Huyền tay cầm màu xanh dài súng, trong mắt nhắm lại. Toàn bộ đan hư tháp tiếng nổ không ngừng, đợt khí bão táp. Tựa như tùy thời có thể sụp đổ. Đột nhiên, Lâm Thanh Huyền trong mắt mở ra, nửa đêm tựa như lúc này biến dạng. Hắn thân thể động, một bước bước ra, ước chừng mười mấy mét, màu xanh dài thương nơi tay trong tựa như linh xà múa. Lại là vẽ ra một đạo cổ xưa phù văn. Lâm Thanh Huyền một tiếng dày, dài súng phá vỡ phù văn. Màu xanh ánh sáng hoàn toàn bùng nổ. Chiếm đoạt thiên địa, như núi lửa phun ra, coi như Diệp thần chuẩn bị sẵn sàng, cũng là bị chấn phun ra một ngụm máu tươi. Đây cũng là Lâm Thanh Huyền lực lượng chân chính. Một đạo thần niệm chính là như vậy, ban đầu Lâm Thanh Huyền rời đi Côn Lôn hư, bản thể là đáng sợ dường nào à? Loại này đáng sợ như vậy tồn tại đều bị trói buộc, cái này huyết linh tộc rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Không nghĩ nhiều nữa. Diệp thần thấy Lâm Thanh Huyền trong cơ thể năng lượng nổ tung. Tựa như liệt diễm cháy, tràn ngập cả thế giới. Đồng thời, Lâm Thanh Huyền một thương điểm ra, trực tiếp rơi vào đan hư tháp tầng thứ 7 trên mặt đất. Dễ như bỡn lực lượng điên cuồng lan tràn. Tầng thứ 7 thượng cổ trận pháp trực tiếp phá vỡ. Đồng thời, miễn cưỡng không ngừng hủy diệt lực tựa như sáp nhập vào đan hư tháp. Toàn bộ đan hư tháp cũng chấn động lên. Không chỉ đan hư tháp, chấn đan hư giống như vậy. Vô số người kinh hãi, sợ hãi. Ở tầng thứ nhất nghỉ ngơi linh nhất đan tôn tự nhiên thời gian đầu tiên cảm thụ, hắn trong lòng ngầm nói không tốt, vừa định hướng Diệp thần vậy một tầng đi. Một cổ vô hình đợt khí cuốn tới, hắn thân thể trực tiếp bị ngăn cản ngại. Không cách nào bước vào phía trên. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt sợ hãi cái này Diệp tiên sinh rốt cuộc đang làm gì. Tại sao phải cũng như này dị động, cái này đến từ Diệp tiên sinh, hay là đến từ đan hư tháp? Mà bên ngoài Lạc gia phụ nữ cha con gái tự nhiên chú ý tới tầng thứ 7 lúc sáng lúc tối ánh sáng, sắc mặt hai người tái nhợt. Đồng loạt kêu lên, tên này lại bước lên tầng thứ 7. Hơn nữa nhìn dáng dấp, cái này dị động đều phải phá vỡ đan hư tháp. Làm sao có thể? Cùng thời khắc đó, đang chữa thương hình thiên đan tôn bỗng nhiên mở mắt ra. Trực tiếp xông phá nóc nhà, đi tới cao nhất chỗ, hắn ánh mắt gắt gao phong tỏa đan hư tháp. Diễn cảm cực kỳ ngưng trọng. Cái này dị tượng không thể nào đến từ linh nhất, chẳng lẽ là thằng nhóc kia? Không đúng, thằng nhóc kia thực lực cũng không khả năng. Thần y khí, đây là biến mất nhiều năm thần y khí. Chẳng lẽ là tầng thứ 9 Lâm Thanh Huyền lưu lại ở đan hư tháp lực lượng bộc phát? Không do dự nữa. Hắn bước nhanh hướng đan hư tháp phương hướng lao đi. Mà giờ khắc này Diệp thần bị rung động không nói nên lời. Phá thiên tam tuyệt thương tổng cộng có 3 đạo thương ý.
Lâm Thanh Huyền chỉ riêng thi triển trước mặt hai đạo thương ý suýt nữa để cho cố có không gian cũng suýt nữa sụp đổ. Nếu như thứ ba thương đâu? Lời còn chưa nói hết, Lâm Thanh Huyền thanh âm như chín tầng trời huyền sấm vậy vang khắp. Đồ nhi đây là thứ ba súng. Ngươi hãy coi trọng, chỉ có một lần cơ hội. Giờ khắc này, Lâm Thanh Huyền khí thế xông thẳng mây xanh, cuốn lên mưa gió. Toàn bộ đan hư tháp thậm chí bắt đầu chìm xuống. Lâm Thanh Huyền cầm dài thương phần đuôi, thân thể một chuyển, chợt ép xuống, đâm rách thương khung. Thương ý hư ảnh, ngưng. Đột nhiên, màu xanh thương ý bên trong, lại ngưng tụ. Quay lại một đầu màu xanh đại bàng tựa như ngưng tụ ra. Chính là thương ý hư ảnh. Màu xanh đại bàng che khuất bầu trời, nhìn xuống chúng sanh. Tựa như hắn làm chủ làm thịt, không người nào có thể hám. Diệp thần trong cơ thể huyết long tựa như cảm giác bị nghi ngờ. Bắt đầu không ngừng gầm thét. Đại bàng mang theo thiên quân vạn mã thế, từ trên trời hạ xuống. Đập về phía mặt đất. Như vạn thú vỡ đằng, muốn xông phá toàn bộ đan hư tháp. Quá kinh khủng. Phá cho ta. Đơn giản một câu nói dứt lời hạ, đại bàng thế hóa là vô số đạo trăm trượng dài súng. Đồng loạt đập về phía mặt đất. Một kích này, hàm chứa cường giả tôn nghiêm. Một kích này, thừa tái Lâm Thanh Huyền đối với tầng kia trở ngại không cam lòng và tức giận. Thương ý qua, một cổ vô hình đợt khí lại rất miễn cưỡng xuyên qua toàn bộ đan hư tháp. Thượng cổ trận pháp phá mở một cái chỗ rách, vô biên đợt khí chiếm đoạt hết thảy. Lạc Giao và Lạc Vô Nhai tại chỗ hoành bay ra ngoài, bị trọng thương. Nếu như không phải là bọn họ trước thời hạn lui về phía sau 100 mét, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là lui xa như vậy, cũng không dùng à. Lực lượng này quá bá đạo. Tựa như có thể tàn sát muôn vàn yêu thú. Không biết qua bao lâu, vậy đợt khí mới hoàn toàn biến mất, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Đan hư tháp nguyên bản bể tan tành trận pháp. Vậy dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này Lâm Thanh Huyền cơ hồ trong suốt, có chút không có sức. Diệp thần trong lòng không đành lòng à, hắn thà không muốn cái gì truyền thừa, vậy không hy vọng sư phụ như vậy à. Sư phụ, Lâm Thanh Huyền cười một tiếng, đi tới Diệp thần trước người, sờ một cái Diệp thần đầu, phá thiên tam tuyệt súng, ngươi có thể học. Bọn họ đều nói y đạo chỉ biết dùng kim và thuật pháp trấn áp. Ta hy vọng ngươi nói cho những người đó, y đạo kỹ thuật đánh nhau cũng không phải võ đạo có thể tùy tiện dung chuyển. Đây cũng là tốt nhất chứng minh. Diệp thần vô cùng nghiêm túc gật đầu, gằn từng chữ, sư phụ, đệ tử đã ghi nhớ, mặc dù ta không cách nào phát huy phá thiên tam tuyệt thương toàn bộ lực lượng, nhưng là cuối cùng có một ngày, ta sẽ dùng cái này phá thiên tam tuyệt súng, chém chết đám kia huyết linh tộc xúc sinh. Lâm Thanh Huyền vui mừng gật đầu một cái, trừ ngân châm và phá thiên tam tuyệt thương trở ra, vi sư còn có một kiểu đồ đưa cho ngươi. Dứt lời, Lâm Thanh Huyền trong tay xuất hiện một viên bảy màu đan dược. Đan dược rơi vào Diệp thần lòng bàn tay. Đồ nhi, đan dược này là vi sư ở luân hồi mộ địa tiêu phí một tháng luyện chế một viên đan dược cấp 9, vô hạn đến gần 10 cấp, cực kỳ chân quý, dõi mắt Côn Lôn hư, vậy ước chừng một viên. Nếu như ta bản thể luyện chế, có thể sẽ 10 cấp cao cấp, nhưng là bây giờ có thể miễn cưỡng thích hợp. Viên thuốc này tên là chín chết không dứt đan. Ở ngươi rơi vào hẳn phải chết cảnh, cũng hoặc là thân xác hoàn toàn bị hủy trước, ăn vào viên thuốc này, chí ít có thể thay đổi nghịch cảnh. Nhớ, không tới quyết tử cảnh, không phải xuất ra viên thuốc này. Nếu không chỉ biết là lãng phí. Diệp thần gắt gao cầm đan dược này, mới vừa muốn hỏi cái gì. Lâm Thanh Huyền quanh thân lại hóa là một phiến tinh thần ánh sáng. Sư phụ! Diệp thần một tiếng quỳ xuống, nặng nề dập đầu một cái. Hắn Diệp thần không quỳ thiên địa, chỉ quỳ phụ mẫu. Mà một ngày vi sư, cả đời là cha. Hắn mặc dù bước vào sát đạo, nhưng là một cái có chút có thịt người. Hắn biết hẳn từ lúc nào cảm ơn ai. Hóa là đầy trời ngôi sao Lâm Thanh Huyền khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười, đồ nhi. Mong đợi ngươi có thể cùng vi sư bản thể gặp nhau. Nhớ, ngươi là chúng ta trăm người duy nhất người xoay mình. Cũng là ta Lâm Thanh Huyền duy nhất công nhận học trò. Lâm Thanh Huyền vẫn là tiêu tán. Vậy vô số ngôi sao lực cùng trước kia mấy vị đại năng tiêu tán thời điểm như nhau, cuối cùng vẫn là ghé vào liền Diệp thần trên mình. Lần này,
Diệp Thần không có cảnh giới đột phá. Bởi vì những ngôi sao kia lực chui vào Diệp Thần lỗ chân lông bên trong. Hắn thân xác tựa như hoàn toàn thay đổi. Liền liền huyết mạch cũng là sôi trào. Đây là... Diệp Thần nhìn thân thể mình biến hóa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ lần này là luyện thể thân thể biến hóa? Dẫu sao hắn dựa theo Mạc Ngưng Nhi cho hắn công pháp, bước lên luyện thể đường. Nếu quả thật là như vậy, Lâm Thanh Huyền có thể không đơn thuần đưa cho mình tầng 3 đại lễ, mà là tầng 4. Giờ khắc này, Diệp Thần con ngươi lộ ra cực kỳ kiên định, trên mình huyết long trực tiếp xông đi ra. Quấn quanh ở hắn toàn thân. Diệp Thần thân thể bộc phát ra một cổ tựa như đến từ mãng hoang lực lượng, hơn nữa hay gần từng chữ, sư phụ, ta thề. Bỏ mặc phía trước như thế nào khó khăn trở ngại, ta Diệp Thần nhất định đạp trên 9 tầng trời, đem vậy cái gọi là huyết linh tộc kéo xuống thần đàn. Cổ kim xuyên qua, duy ta Diệp Thần, thân này bất hủ, vạn cổ chư thiên đều có thể diệt. Dứt lời, một đạo đỏ thẫm ánh sáng xông phá Diệp Thần thân thể, xông phá đan hư tháp, thẳng tới chân trời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.